Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 130. Nhưng đó cũng chỉ là có khả năng mà thôi, mọi người cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết, vô số ánh mắt đồng thời nhìn về hướng này. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, quyền mang chứa đựng uy lực trăng ma của Vũ Hạo Thiên mang theo uy năng kinh khủng xuyên qua thiên địa, đánh về phía Lâm Nhất như sao băng xẹt qua chân trời. Trong nháy mắt, tiếng nổ điếc tai vang lên, khí tinh nguyên trong không khí dường như đã bị đánh tan hết. Oanh! Trong lúc thiên địa rung động, có ma quang màu đen xuất hiện xé rách hư không. Làn sóng dao động như biến thành thực thể lan ra, tạo thành gió bão màu đen rung động lòng người trên quảng trường. Rắc, 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 rắc. Những tiếng vỡ vụn thay nhau vang lên, những đạo đài lần lượt bị dư âm đánh đổ. Dư âm và dị tượng đáng sợ khiến mọi người trợn mắt há mồm, nhất thời không biết phải miêu tả bằng những từ ngữ thế nào. Ai thắng, ai thua? Mọi người đã lùi ra xa vẫn đang theo dõi với vẻ mặt căng thẳng, thấp thỏm lo âu, không dám chắc rốt cuộc Lâm Nhất có đỡ được hay không. Bù! Sau khi đánh ra một quyền, ánh mắt Vũ Hạo Thiên vô cùng nặng nề, hắn ta lùi lại, vẫn nhìn chằm chằm về phía đạo đạo vẫn có ma quang và long uy cuốn lấy nhau kia. Một lúc lâu sau đó, ánh sáng dần tan đi, bóng người màu xanh như một ngọn núi ẩn hiện trong mây mù. Vũ Hạo Thiên thầm thấy nặng nề, ma quang dần tan đi. Bóng người kia cũng trở nên rõ ràng. Thánh giáp thương long trên người Lâm Nhất vẫn còn đang rực sáng, mái tóc dài tung bay, khuôn mặt anh tuấn tựa thần tiên cũng không hề lộ vẻ chật vật. Đỡ được rồi. Xung quanh xôn xao, bầu không khí trở nên sôi trào. Không thể nào. Vũ Hạo Thiên nhăn nhó, khó tin, hắn ta giận dữ quát to, nhanh chóng tấn công một lần nữa. Uy năng của găng tay thần ảnh lại bộc phát, nguyệt diệu thần quyền tựa như sao băng xuyên qua hư không. Nhanh chóng lao về phía Lâm Nhất. Trên thánh giáp xuất hiện những gợn sóng, mỗi lần tấn công đều khiến mọi người tim đập thình thịch, nặng nề khó chịu. Chỉ trong nháy mắt, Vũ Hạo Thiên đã đánh ra mấy chục quyền, bây giờ dù là ngọn núi ở ngay trước mặt hắn ta cũng sẽ bị uy lực mạnh mẽ kia đánh cho tan biến. Nhưng Lâm Nhất lại không hề bị đánh ngã, hắn đỡ được toàn bộ quyền mang như không hề tồn tại. Chỉ có chút bản lĩnh thế này thôi à? Trong mắt Lâm Nhất có hàn mang lóe lên, sát khí dâng trào. Đối phương không hề hay biết hắn đã trải qua những gì, hắn đã chịu đựng kiếp thiên phách trước giờ chưa từng có trong biển máu vô biên. Mỗi một lôi kiếp đánh xuống đều có cả mấy chục đóa hoa tinh ma, mỗi lần lôi kiếp đánh vào người đều là cửu tử nhất sinh. Đối phương sẽ không bao giờ tưởng tượng được sự đau đớn và số kiếp mà hắn phải chịu vì thánh giáp thương long này. Một cái găng tay sao có thể đánh vỡ nó dễ dàng như thế được. Lâm Nhất vẫn luôn phòng ngự bị động cuối cùng cũng ra tay, hắn nhanh chóng đánh một phát vào ngực đối phương. Bốp! Thân thể mạnh mẽ của Vũ Hạo Thiên bắn ra ngoài như một viên đạn đại bạc, hắn ta liên tục phun máu tươi. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Lâm Nhất xuất hiện trước mặt Vũ Hạo Thiên đang bay ngược lại trên không trung như tốc biến, trong nháy mắt, những cú đấm mang theo kim quang chói mắt liên tục đánh lên người đối phương. Bát phân kiến nhật! Tử khí đông lai! Chiêu dương như hỏa. Lâm Nhất đánh ra ba quyền, kim xí thần nhân sau lưng rực sáng, ba thánh ấn như ngôi sao đồng thời xuất hiện. Khi ba dấu ấn đồng thời xuất hiện, trên người kim xí thần nhân cao hơn trăm trượng tản ra uy áp đáng sợ, trong con ngươi sâu thẳm có thần quang rực sáng. Tam ấn hợp nhất, thần dương diệt thế. Đôi cánh khổng lồ của kim xí thần nhân mở rộng, mỗi một cái lông vũ đều phát ra kim quang chói mắt, nó rất rực rỡ. Tất cả ánh sáng trong thiên địa đều tập trung vào nó, còn những nơi khác thì chỉ có một màu đen kịt. Ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại một cách kỳ lạ ở nơi này, dưới sự gia trì của bảo cốt thương long, cú đấm cũng mang theo uy lực diệt thế trước giờ chưa từng có. Rắc! Lúc cú đấm bạo phát hoàn toàn, trên người Vũ Hạo Thiên vang lên tiếng vỡ vụn, nhanh chóng bị đánh rơi xuống đất. Toàn bộ quảng trường thương long đều vỡ nát, vô số tảng đá lớn bay lên trời. Hình ảnh hoành tráng và đáng sợ này khiến người xem trợn mắt há mồm. Dưới sự thúc giục của bảo cốt thương long, thần dương diệt thế tam ấn hợp nhất của Lâm Nhất hủy diệt cả quảng trường. Trong hố sâu vô cùng lớn, cơ thể của Vũ Hạo Thiên bị nhấn chìm trong đó, vô số mảnh đá vụn lơ lửng giữa không trung. Dư lực lan rộng bốn phương tám hướng, cuốn theo những mảnh đá vụn bay lên không trung, cả quảng trường trở nên hỗn loạn. Vũ Hạo Thiên bị chôn vùi trong lòng hố sâu, sinh tử không rõ. Đòn tấn công này quá đáng sợ,
đáng sợ hơn cả tam ấn hợp nhất mà Vũ Hạo Thiên dùng găng tay thần ảnh dung hợp, hơn nữa hắn ta còn chưa có thủ đoạn như Thánh Giáp Thương Long. Vũ Hạo Thiên chết rồi sao? Đám người lùi ra xa, đưa mắt nhìn xuyên qua đá vụn hỗn loạn, muốn xác định sự sống chết của Vũ Hạo Thiên. Chuyện này không thể nghi ngờ, Vũ Hạo Thiên trước đó đại triển thần uy, có phong thái vô địch lại bại dưới tay Lâm Nhất nhanh như vậy. Bộ long giáp màu tử kim lấp lánh đó khiến người ta cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Long giáp dường như không những có thể phòng ngự, mà tâm của nó còn chứa uy lực đáng sợ khiến người ta phát run. Tâm của nó nằm ở tim của Lâm Nhất. Vài ánh mắt xuyên qua ánh sáng đầy trời, dừng trên vị trí tâm của long giáp trên người Lâm Nhất, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Trong lòng đám người La Chấn đều đã có suy đoán. Đây là cơ duyên trên tạo hóa sao? La Chấn hạ giọng nói, bộ long giáp đó khá kỳ quái, sức mạnh chứa trong đó khiến ta cảm thấy run rẩy, nhìn cũng không thể nhìn lâu, rốt cuộc đây là cơ duyên gì? Bọn họ đến đây là vì cơ duyên trên tạo hóa, nhưng bây giờ loại cơ duyên này lại rơi vào tay Lâm Nhất. Lâm Nhất này rốt cuộc đã trải qua những gì trong bảo điện truyền thừa? Ánh mắt Bùi Tuyết lấp lánh, với mắt nhìn của cô ta tạm thời không thể xác định cơ duyên trên tạo hóa này rốt cuộc là loại tồn tại thế nào. Nơi hố sâu khổng lồ, nơi khóe miệng Vũ Hạo Thiên không ngừng tràn máu, sắc mặt trắng bệch, trước ngực có một lỗ đáng sợ. Đó là quyền mang của Lâm Nhất đánh vỡ chân nguyên hộ thể của hắn ta, suýt chút nữa xuyên thủng cả lồng ngực hắn ta. Nhưng dù là vậy, Vũ Hạo Thiên vẫn bị chấn thương nặng, trong mắt hắn ta tràn ngập vẻ khó tin. Sao có thể? Chí bảo như găng tay thần ảnh dung hợp với Nguyệt Diệu thần quyền, lại được vô tướng ma quyết thôi thúc. Uy lực của một quyền đỉnh phong đó lại không thể lay động đối phương, còn quyền mang tam ấn hợp nhất của đối phương thì lại đánh ngã mình trong nháy mắt. Thật khó tin, không thể tưởng tượng được. Nhóc, giao quyền khống chế cơ thể cho ta đi. Đúng lúc đó, trong đầu hắn ta vang lên giọng nói âm u lạnh lẽo của Ma Linh. Vũ Hạo Thiên biến sắc, không cam tâm nói, lại định chạy nữa sao? Tiền bối, ta còn thủ đoạn chưa dùng, chưa chắc đã thua. Ha ha, vì sao phải chạy? Thằng nhóc đó có bảo cốt thương long, là chí bảo trong chí bảo. Mặc dù có thể không bá đạo bằng găng tay thần ảnh của ngươi, nhưng luyện hóa trong thời gian dài, sau cùng xác thịt có thể sánh ngang với long tộc chân chính, đạt tới cảnh giới cuối cùng là thánh thể thương long. Chậc chậc, đó mới là xác thịt hoàn hảo. Giọng nói của Ma Linh đè nén sự tham lam khiến Vũ Hạo Thiên sởn gai ốc, không rét mà run. Lúc trước Ma Linh nhập xác, đưa hắn ta chật vật chạy trốn. Hắn ta cứ nghĩ lần này đối phương cũng định rời đi, nhưng không ngờ ông ta lại muốn chiến đấu. Lần trước căn cơ của ngươi quá kém, dù để ta thao túng cơ thể cũng chưa chắc đã là đối thủ của thằng nhóc đó. Bây giờ thì khác, trình độ công pháp như vô tướng ma quyết của ngươi không bằng ta. Huống hồ, găng tay thần ảnh này cũng không phải sử dụng như ngươi. Đừng nói nhiều nữa, mau giao thân thể cho ta điều khiển, ta không đợi được nữa. Bây giờ không lấy bảo cốt này thì còn đợi đến khi nào? Ma Linh dứt lời, Vũ Hạo Thiên lập tức cảm giác được một luồng sức mạnh dồi dào vô tận điên cuồng dâng lên trong đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ma Linh lại định cướp đoạt. Vũ Hạo Thiên luôn cảnh giác và đề phòng Ma Linh, trạng thái đột nhiên xảy đến này không hề khiến hắn ta kinh hoàng, hắn ta luôn bảo vệ sự thanh tỉnh cuối cùng, không để ông ta chiếm cơ thể mình. Ngươi còn đợi cái gì? Thằng nhóc đó là đồng tử tặng bảo vật cho ngươi. Tạo hóa trên người hắn rất đáng kinh ngạc, ta giúp ngươi cướp hết về. Ngươi không muốn tỏa sáng trên con đường thông thiên này, đứng trên đỉnh quần hùng ở cuối con đường thông thiên đó sao? Bây giờ là cơ hội rất tốt. Trong giọng nói Ma Linh chứa sự tức giận, nhưng vẫn đang cố gắng đè nén, dường như vẫn có điều kiêng kỵ. Tiền bối, ông thật sự có thể giết chết Lâm Nhất. Ma Linh lạnh lùng hừ. Trầm ngâm, hừ, ta đã hơn vạn năm không ra tay, dù là trước kia ta cũng có thủ đoạn giết hắn, chỉ là trả giá quá lớn mà thôi, huống là bây giờ. Ngươi nhìn cho kỹ ta làm sao chèn ép hắn là được. Vũ Hạo Thiên có được sự bảo đảm, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Sau lúc do dự trong chốc lát, ánh mắt lại biến thành vẻ quyết tuyệt cực kỳ quyết đoán. Lâm Nhất, đây là ngươi ép ta. Hắn ta từ bỏ sự phản kháng cuối cùng. Để Ma Linh khống chế cơ thể mình. Vô tướng ma quyết vận chuyển, một luồng ma quang đáng sợ vọt thẳng lên trời. Lại là luồng khí tức này. Giữa không trung, trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng, vẻ mặt khẽ biến. Hắn cũng hiểu rõ,
Vũ Hạo Thiên không chết dưới tam ấn hợp nhất của mình, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Hắn vẫn không dám hành động tùy tiện là vì cảm thấy Vũ Hạo Thiên hơi quỷ dị, muốn xem rốt cuộc hắn ta còn thủ đoạn gì. Bây giờ, trong hố sâu rộng lớn của quảng trường Thương Long có ma khí đáng kinh ngạc dâng trào. Khí tức đó rất giống với khí tức của Vũ Hạo Thiên lúc chạy trốn ở con đường thông thiên. Không, không phải là rất giống, mà khí tức đó đã trở nên lớn mạnh hơn. Trong cơ thể hắn ta rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ nghi hoặc, ngay sau đó bình tĩnh lại. Nếu thật sự có thể biết được bí mật khiến tính tình đối phương biến đổi, thực lực tăng vọt thì còn tạm được. Một lần giải quyết hậu họa. Đó là thứ gì, ma hồn oán giận của găng tay thần ảnh sao? Không giống lắm. Kỳ lạ, có chút tương tự với tia sáng trắng màu trắng bạc trước kia, nhưng đã hoàn toàn thay đổi thành một loại khí tức khác. Ma khí màu đen nhanh chóng tràn ngập hố sâu giống như nước, khiến mọi người đứng ở phía xa đều kinh ngạc biến sắc. Rõ ràng bọn họ không thể ngờ được Vũ Hạo Thiên vẫn còn thủ đoạn khác. Điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, bóng người của Vũ Hạo Thiên bay ra giống như tia chớp, mỗi một lỗ chân lông trên người hắn ta đều toát ra tia sáng màu đen. Qua đây, trong mắt Vũ Hạo Thiên lóe lên tia sáng tà ác, đột nhiên ra tay chụp lấy. Hư không dung chuyển, một bóng người ở cách xa quảng trường Thương Long 1000m bị tóm lấy. Bù, bóng người đó còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ta bóp cổ, cơ thể điên cuồng héo khô nhanh chóng. Cơ thể Vũ Hạo Thiên vốn bị Lâm Nhất đánh bị thương nặng lại khôi phục hơn một nửa trong nháy mắt. Thủ đoạn này khiến người nhìn sởn gai ốc. Ha ha ha, vô tướng ma quyết nên dùng thế này mới đúng. Vũ Hạo Thiên cười dữ tợn, quăng thi thể héo khô trong tay đi. Xoạt, xoạt, thi thể đó lập tức gãy nát như cành củi mục, hóa thành mảnh vụn biến mất trước mặt mọi người. Tất cả mọi người kinh ngạc biến sắc, bị cảnh này dọa sợ. Những ánh mắt nhìn về phía Vũ Hạo Thiên đầy vẻ kinh hãi, vội vàng lùi ra. Đám người La Trấn cũng hít ngược một hơi, nuốt chừng toàn bộ tinh hoa bản nguyên của nhân tài thiên phách. Chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc. Lúc trước ánh sáng màu trắng bạc quỷ dị của Vũ Hạo Thiên có thể nuốt chừng uy lực của võ kỹ đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Bây giờ lại khiến người ta hoảng sợ run rẩy, không thể tưởng tượng. Tử Nguyệt Tâm Kinh, Phệ Huyết Bảo Điển, Lâm Nhất biến sắc. Trong lòng nổi sóng, nhớ lại những gì đã trải qua ở huyền hoàng giới trước kia. Xem ra truyền thuyết là thật, thủ đoạn của Vũ Hạo Thiên trước mắt rất giống với mô tả của Phệ Huyết Bảo Điển. Nhưng hắn ta thật sự là Vũ Hạo Thiên sao? Chỉ là một con cá khô, có gì mà kinh ngạc? Vũ Hạo Thiên lạnh lùng cười, quan sát Lâm Nhất từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó giống như đang quan sát con mồi. Hắn ta liếm đôi môi nứt nẻ, cười nói, người mới là bữa chính. Dù là ở năm tháng xa xôi cũng miễn cưỡng có thể tính là vật đại bổ, đúng là hoài niệm. Dứt lời, trên người Vũ Hạo Thiên bùng lên ma quang ngút trời, ngay sau đó ma quang lao vọt lên, hóa thành những lớp mây đen cuộn trào không ngừng. Trong ma vân loáng thoáng có bóng dáng cực kỳ to lớn, thoát ẩn thoát hiện. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nghiêm túc, giữa bầu trời, hắn nhìn thấy một ma nguyệt màu đen vô cùng to lớn, bề ngoài lởm chởm. Tỏa ra khí tức già nua cổ xưa. Sức mạnh đó khiến bảo cốt trước ngực hắn cảm thấy kiêng dè, đó chắc chắn không phải thủ đoạn mà Vũ Hạo Thiên có thể thi triển ra. Nhóc, ngoan ngoãn giao hết cơ duyên trên người ngươi cho ta. Vô tướng ma quyết, nguyệt diệu chi quang. Vũ Hạo Thiên cười dài, đánh ra một quyền, vầng trăng khổng lồ thoát ẩn thoát hiện trong mây đen đã hoàn toàn xuất hiện. Lúc ma nguyệt đó dễ mây chậm rãi hạ xuống. Không khí trên quảng trường lập tức bị đè ép dữ dội. Ngay sau đó, hư không bùng nổ, găng tay thần ảnh Vũ Hạo Thiên nắm trong tay phải đột nhiên bừng sáng, găng tay thần ảnh phải dùng thế này mới phải. Trong ma nguyệt có một tàn hồn viễn cổ tỏa ra, đó là hư ảnh của ma hồn oán giận. Nó hóa thành một chùm sáng rồi rào, xuyên thủng hư không, đánh về phía Lâm Nhất nhanh như chớp. Nhanh thật! Lâm Nhất biến sắc, chân đạp hư không, nhanh chóng lùi ra. Chỗ hắn đứng lúc trước lập tức bị thiêu cháy thành một hố màu đen cực lớn. Lâm Nhất quay đầu nhìn, đồng tử trong mắt co rụt. Bù, bù, bù. Ma nguyệt trên trời điên cuồng xoay chuyển. Trong lúc nó xoay chuyển, không gian trở nên hỗn loạn méo mó. Đồng thời, hết chùm ma quang màu đen này đến chùm ma quang màu đen khác không ngừng đánh về phía Lâm Nhất. Thân hình Lâm Nhất biến ảo, mấy lần tránh né,
rõ ràng vô cùng nguy hiểm. Cơ thể này vẫn quá yếu, nếu không, dùng ma nguyệt đánh thẳng tới, dù hắn có bản lĩnh cao bằng trời cũng phải ngoan ngoãn chịu chết. Nhưng có găng tay thần ảnh này cũng đủ rồi. Trong ánh mắt của Vũ Hạo Thiên, hoặc nói đúng hơn là trong ánh mắt của ma linh dâng lên vẻ tham lam nồng đậm. Dưới sự vận chuyển của ma nguyệt, không gian đại loạn. Lâm Nhất mấy lần tránh né cuối cùng bị nguyệt diệu chi quang do tàn hồn oán giận đó hóa thành đánh trúng. Soạt, thanh giáp thương long trên người Lâm Nhất bùng lên gợn sóng, bốc cháy trong nháy mắt, người bị sức lực dồi dào đó đánh bay ra xa. Trung Quy cũng còn trẻ tuổi. Trong mắt Vũ Hạo Thiên lóe sáng, hóa thành một ảo ảnh thương long đen nhánh, trong chớp mắt rồng quẫy đuôi đã đuổi kịp Lâm Nhất bị đánh lùi. Sức mạnh to lớn đánh cho thánh giáp thương long đang bị thiêu đốt rạn nứt. Ma linh thao túng cơ thể Vũ Hạo Thiên, vồ tới vị trí tim Lâm Nhất. Rắc, thánh giáp thương long vốn có trăm nghìn lỗ thủng lập tức tan nát, trong mắt ma linh lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng. Bảo cốt thương long ở trong tay ngươi đúng là phí của trời, vẫn là ở trong tay ta mới tỏa sáng. Ma linh cười lớn, một chảo đánh nát chín đường long văn tím vàng, tóm lấy xương sườn trước tim Lâm Nhất. Lâm Nhất hờ hững nhìn về phía đối phương, giọng nói trầm thấp, kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, ông đang nghĩ gì vậy? Hỏng bét! Ma linh lập tức cảm thấy không ổn, nhưng không còn kịp nữa, bàn tay ông ta đã chạm vào bảo cốt trước tim. Trong nháy mắt, ánh sáng thần văn cổ xưa trên bảo cốt thương long bùng lên, sức mạnh phong lôi chỉ thẳng đại đạo dâng tràn. Ánh sáng đó quấn lên cánh tay ông ta, hóa thành tia chớp rực rỡ lan tràn. Trong nháy mắt, cơ thể ông ta lập tức run rẩy, sắc mặt đau đến mức méo mó. Thần văn hoàn chỉnh. Vẻ hoảng sợ dâng lên trong mắt ma linh. Ông ta lại ngu ngốc đến mức chủ động tiếp xúc với thần văn, lại còn là một thần văn hoàn chỉnh. Thật đáng kinh ngạc, sức mạnh tỏa ra từ thần văn khiến Vũ Hạo Thiên mà ma linh thao túng đau đến mức xé ruột xé gan, phát ra tiếng la thảm thiết khiến người ta sởn gai ốc. Ma khí đen nhánh trên người bị ánh sáng thần văn ngưng tụ phong lôi đó quét sạch trong phút chốc, sau đó đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn ta. Quan trọng là thần văn này đồng thời còn chứa sự huyền diệu của phong lôi, sức mạnh đến từ gió lớn giam cầm đối phương một cách kín kẽ. Vì thế khi hắn ta bị thần văn này đánh trúng không thể động đậy, có thể gọi là cực kỳ bi thảm. Nếu ma linh biết trước trên bảo cốt thương long có thần văn hoàn chỉnh thì chắc chắn không dám ngang nhiên tiếp cận, ra tay đục xương như vậy. Ông ta sẽ cẩn thận hơn nhiều, không làm Lâm Nhất bị thương nặng, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng bây giờ mọi thứ đã muộn. Lâm Nhất chỉ đợi thời khắc này. Hắn khó khăn luyện hóa bảo cốt thương long thánh thiên quyết mới miễn cưỡng nhập môn, chưa tới trình độ nắm vững bảo cốt này hoàn toàn. Bây giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng dung hợp long văn tím vàng, hình thành thánh giáp thương long tiến hành phòng ngự, vẫn chưa đến trình độ có thể phóng ra giết địch. Thế nhưng nếu đối phương chủ động đến gần thì lại khác. Ầm ầm, vô tướng ma quyết trong cơ thể Vũ Hạo Thiên điên cuồng vận chuyển, ma khí dồi dào cuồn cuộn như sóng biển, không ngừng ngăn chặn sự xâm nhập của sức mạnh thần văn. Hắn ta hét lên, vẻ mặt điên cuồng, hắn ta đang liều mạng giãy giụa, muốn chạy thoát ra ngoài. Ma lực cuồn cuộn không dứt đánh vào sức mạnh thần văn. Lâm Nhất nắm giữ bảo cốt thương long chưa thuần thục đã cho hắn ta cơ hội này, không thể giam cầm hắn ta mãi. Thần Dương Toái Thiên Ấn. Lâm Nhất hiểu khá rõ chuyện này. Khi Vũ Hạo Thiên muốn tránh thoát, hắn đánh một quyền về phía tim hắn ta. Kim Sí Thần Nhân ở phía sau tỏa sáng rực rỡ, đôi cánh vàng óng giang ra che khuất cả bầu trời, mặt trời trong lòng bàn tay sinh ra kim ô. Khi năm ngón tay hắn siết lại, vô số hư ảnh kim ô liên tục bắn ra từ trong khe hở của nắm đấm kia. Đi chết đi! Trong mắt Lâm Nhất phun trào ánh mắt lạnh lẽo, sát ý ngập trời. Hắn muốn dùng một quyền đấm nát trái tim đối phương, hoàn toàn phá giải mối họa này trước khi đối phương tránh thoát. Bùm! Ánh sáng vàng nóng rực ngưng tụ thành một chùm ánh sáng đâm xuyên qua ngực đối thương. Uy lực của một quyền này quá khủng khiếp, khoảng cách lại gần như vậy. Có thể nói rằng toàn bộ uy lực của ấn ký thần dương cổ xưa đều đánh vào người đối phương, không trượt phát nào. Quyền mang chiếu xuyên qua cơ thể, hóa thành một chùm ánh sáng màu vàng óng ngưng kết trong hư không, ánh sáng rực rỡ tựa như ngọn lửa thần bốc cháy vĩnh hằng. Phụt! Vũ Hạo Thiên bị ma linh thao túng hộc máu, bị đánh bay ra thật xa. Trên ngực hắn ta có một lỗ thủng to bằng miệng bát, không có ma quang hộ thể, một quyền này đâm tận vào thịt vô cùng đau đớn.
hắn ta bị đâm xuyên người, lúc văng ngược ra sau, máu còn phụt ra điên cuồng. Nhưng Lâm Nhất nhanh chóng nhận ra điều bất thường, một quyền này xuyên thủng qua da thịt, nhưng bộ xương của đối phương tỏa ma quang đen nhánh. Nó như lớp bình phong bảo vệ trái tim, thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn giữ được hơi thở cuối cùng giúp hắn ta không chết. Vô tướng ma quyết, hồi quang chiếu ảnh. Ma linh điều khiển Vũ Hạo Thiên, hai tay kết ấn, ma quang trong cơ thể phóng thích khí tức cổ xưa cuồn cuộn. Hoa văn màu đen hiện lên trên ngực hắn ta, lực lượng thần văn do Lâm Nhất để lại trong cơ thể đối phương bị ma ấn đáng sợ hấp thu điên cuồng, sau đó nhanh chóng biến thành máu thịt cựa quậy không ngừng. SSS, gần như trong nháy mắt, lỗ thủng trên ngực đã được máu thịt mới sinh ra lấp đầy. Khi chúng hợp thành với nhau, ma quang màu đen trên người Vũ Hạo Thiên phóng lên tận trời, làm cho vầng trăng ma trên bầu trời trở nên sáng vô cùng. Đó là khí tức của ma nhân. Con người Lâm Nhất đột nhiên co rụt lại, hắn cảm nhận được khí tức ma nhân từ trên người đối phương, không phải ma cương, mà là khí tức ma nhân thật sự. Nó rất giống với những con ma thi mà Tử Diên kiếm thánh trấn áp trong Thanh Dương giới, kể cả sau khi chết thì chúng vẫn có sức sống mạnh mẽ. Vũ Hạo Thiên trước mặt này cũng có một số đặc trưng tương tự, cơ thể đã sắp chết mà vẫn có thể phục hồi trong tích tắc. Có lẽ cách khôi phục nghịch thiên này sẽ để lại di chứng rất lớn, ngay cả thuốc thần cũng không thể chữa trị nhanh thế được. Đây là một cách khôi phục mang tính phá hoại, dù đối phương có hấp thu lực lượng thần văn cũng sẽ làm ảnh hưởng đến sức sống bản nguyên của Vũ Hạo Thiên. Xem ra trong cơ thể Vũ Hạo Thiên thật sự đang chứa một ma hồn, tàn hồn ma nhân. Chậc chậc, ma nhân. Chúng ta là thần tộc Ô Thản, một sự tồn tại mà những sinh vật nhỏ bé như các ngươi không thể nào hiểu, có điều cơ thể ngươi thật hoàn mỹ, dấu ấn thần văn trong bảo cốt có lẽ là một bộ vương cốt. Ma linh điều khiển Vũ Hạo Thiên nói, sâu trong mắt ông ta là huyết quang dày đặc, con ngươi như viên đá quý đỏ ngòm. Ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, vẻ tham lam trên mặt không hề che giấu, đạt tới một mức độ cực kỳ khoa trương. Dưới vầng trăng ma, không gian vặn vẹo, chân nguyên dao động, dị tượng liên tục hiện ra. Những người đã tránh ra xa chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mơ hồ, không thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người. Ông biết nhiều thật đấy. Lâm Nhất lạnh lùng đáp, hắn phải diệt trừ đối phương cho bằng được, nếu không tai họa về sau sẽ không dứt. Ngay cả bí mật như bảo cốt thương long mà ông ta cũng có thể nhìn thấu, quả thật khiến người ta sởn cả gai ốc. Hi hi, không nhiều bằng bí mật trên người ngươi. Nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ đi giao bảo bối thôi, cuối cùng cái gọi là cơ duyên và tạo hóa đều sẽ rơi vào tay ta. Vũ Hạo Thiên cười to vài tiếng, vết thương trên người hắn ta đã khôi phục hoàn toàn, ma uy đạt tới cảnh giới cao hơn nữa. Vầng trăng ma trên trời lại tiếp tục chuyển động. Ma quang bao trùm che khuất bầu trời, một vùng không gian lại bắt đầu vặn vẹo. Lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa. Vũ Hạo Thiên nhe răng cười. Để lộ ánh sáng lạnh làm cho người ta tê cả da đầu. Giết! Thân pháp cấp đế giả tìm được trong bảo điện truyền thừa lại được hắn thi triển lần nữa, hóa thành hư ảnh thương long bay lượn trên trời. Lâm Nhất khẽ nheo mắt, không hề e sợ. Trước đó hắn chỉ muốn làm cho đối phương chủ quan nên mới bị trúng chiêu, nếu so thân pháp thì hắn không sợ ông ta chút nào. Kim ô cửu biến! Lâm Nhất giang hai tay ra, ánh sáng vàng tỏa ra từ trên người. Hắn bay đi như một con kim ô, nhanh chóng lướt qua long ảnh kia. Một cuộc chiến kinh khủng diễn ra trong không gian hỗn loạn với những dị tượng đáng sợ này. Hai người đánh nhau điên cuồng, ai cũng phóng thích khí tức mạnh mẽ. Dưới bầu trời, kim quang và ma quang giao chiến kịch liệt, dư chấn khủng khiếp tạo thành những gợn sóng đáng sợ, không gian vặn vẹo khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. Ở phía xa, những người đã lùi ra thật xa theo dõi cuộc chiến này. Trong mắt ai cũng tràn đầy kinh ngạc. Trận đấu ở đẳng cấp này vượt xa tưởng tượng của mọi người, bất luận là ai trong hai người rời khỏi khu vực thương long cũng có thể hoành hành bốn phương. Đợi đến cuối thiên lộ, chắc hẳn họ cũng có tư cách giao đấu với những yêu nghiệt được gọi là cấm kỵ kia. Dư chấn dữ dội truyền xuyên qua không khí, đánh thẳng vào trái tim mọi người. Dù họ đã tránh ra thật xa vẫn có thể cảm nhận được khí tức khiến người ta phải run rẩy, quá khủng khiếp. Bầu trời như đã biến thành sàn đấu giữa thương long ma hóa và kim ô thượng cổ, khí tức mênh mông bao trùm lấy cả không gian. Trạng thái của Vũ Hạo Thiên hơi bất thường, trông hắn ta như bị một loại ác linh nào đó nhập vào người. La Chấn khẽ nheo mắt, hắn ta là người đứng đầu thương long,
đương nhiên cũng tinh mắt hơn người. Đúng thật là bị nhập vào người, chắc lúc trước là tồn tại cùng nhau, bây giờ đã nhập hoàn toàn. Ác linh nhập thể sẽ làm tiêu hao lực lượng bản nguyên, nó đã nhìn chúng bảo bối của Lâm Nhất, không thì nó sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Bùi Tuyết nhẹ nhàng giải thích. Bất kể ở thời thượng cổ hay viễn cổ, con đường thông thiên đều là một chiến trường thần thoại, một số lão quái vật còn giữ tàn hồn sống đến ngày nay cũng không hẳn là quá hiếm lạ. Nhưng dạng tàn hồn mạnh đến mức có thể nhập vào người một cách hoàn hảo, hơn nữa còn có thể thi triển đủ loại thủ đoạn như Vũ Hạo Thiên thì vẫn khá hiếm thấy. Phần lớn tàn hồn đều rất yếu ớt và không dám hiện thế, họ mà bị cao thủ của các tông môn siêu cấp để mắt tới thì sẽ không còn một con đường sống nào cả. Lâm Nhất mới là người đáng sợ nhất, đối mặt với ác linh thượng cổ này mà vẫn không bị yếu thế. Các ngươi nhìn kìa, ba vùng khí hải của hắn như đang có đốm lửa bùng cháy, chân nguyên dồi dào đến mức không thể tưởng tượng nổi. So với Vũ Hạo Thiên, Tần Lâm tập trung vào Lâm Nhất nhiều hơn. Bùi Tuyết và La Chấn nhanh chóng rời mắt nhìn sang Lâm Nhất. Họ cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được ba vùng khí hải trong cơ thể hắn đang có một ngọn lửa đỏ rực bùng cháy, làm cho xương toàn thân hắn trở nên trong suốt và sáng rực. Dưới ánh lửa này, trông hắn lấp lánh như ngọc, toát ra khí chất thần thánh như thần tiên. Trước khi tiến vào bảo điện truyền thừa, tu vi của Lâm Nhất là cảnh giới thiên phách tầng 2, việc hắn thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 3 cũng không có gì bất ngờ. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu đó là không biết rốt cuộc những đốm lửa nhỏ đang cháy trong vùng khí hải này là gì. Là hoa tinh ma. Bùi Tuyết kinh ngạc thốt lên, không ngờ Lâm Nhất lại thu phục hoa tinh ma và đưa chúng vào trong vùng khí hải của mình. Phải nói rằng điều này quá khoa trương, kể cả ở nơi đại thế tên là Côn Luân kia, yêu nghiệt và nhân tài kiệt xuất bình thường cũng không thể làm được. Ít nhất phải từ cảnh giới thiên phách tầng 5 trở lên, người ta mới dám mạo hiểm thử một lần. Hơn nữa việc này cực kỳ nguy hiểm, nếu không can đảm thì hoàn toàn không dám thử. Từ xưa đến nay đã có không biết bao nhiêu kỳ tài yêu nghiệt bị hoa tinh ma thiêu chết. Đây là một kẻ siêu phàm. Siêu phàm nghĩa là còn kinh khủng hơn cả yêu nghiệt. Yêu nghiệt bộc lộ tài năng vô song trong hàng trăm vạn người. Siêu phàm, trong 1000 yêu nghiệt mới tìm được một người. Chỉ cần không chết thì sẽ có thể trở thành thánh, siêu phàm thoát tục, đoạn cổ tuyệt kim, thiên tài không ai địch lại. Điều này quá đáng kinh ngạc, một siêu phàm xuất hiện trên thiên lộ thứ 9. Ánh mắt Bùi Tuyết chợt lóe, tiểu tử này vượt ngoài dự liệu của nàng ta hết lần này tới lần khác, không hổ danh là người được Nguyệt Vi Vi âm thầm chú ý. Keng! Vào lúc này, một tiếng kiếm reo thấu trời chợt vang lên, tất cả nguồn ánh sáng trên thế gian đều tập trung vào người Lâm Nhất. Dù cách thật xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, thiếu niên áo xanh đứng thẳng trên không trung. Giờ phút này đến cả mái tóc của hắn cũng toát ra khí chất thần thánh, bàn tay phải trắng nõn của hắn nắm chuôi kiếm táng hoa và chuẩn bị rút kiếm. Kiếm ý thông thiên. Cho đến lúc này, nhóm người La Chấn mới giật mình nhận ra rằng từ đầu cuộc chiến đến giờ, Lâm Nhất chưa hề chạm vào kiếm ý thông thiên. Hắn muốn giết chết đối thủ ư. Bởi vì ai cũng biết rõ sau khi rút kiếm Lâm Nhất sẽ đáng sợ đến mức nào, hắn định không cho đối phương một con đường sống nào cả. Keng, keng. Keng, keng, kiếm ý hội tụ trên bầu trời vang vọng như thiên quân vạn mã, tiếng leng keng đinh tai nhức óc. Mái tóc Lâm Nhất tung bay, mỗi sợi sóc đều phát ra linh quang vàng óng, kiếm ý trên người hắn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng tột cùng. Kiếm ý thông thiên được phóng thích triệt để, táng hoa sắp ra khỏi vỏ. Mọi người lập tức kích động, nhiệt huyết sôi trào. Chiêu kiếm đã giết ba người, chém cho đám người mục tu hàn thành xương máu. Kiếm táng hoa thi triển kiếm uy thông thiên vô cùng nhuần nhuyễn kia, họ lại được nhìn thấy phong thái của nó thêm một lần nữa. Nhật diệu thần kiếm, bạt vân kiến nhật. Lâm Nhất hét lên một tiếng rồi rút kiếm ra khỏi vỏ. Khi kiếm quang nở rộ, biển mây vô tận bị chém làm hai, mặt trời chói chang mạnh mẽ bành trướng. Táng hoa ra khỏi vỏ, bạt vân kiến nhật. Lâm Nhất dùng kiếm ý thông thiên làm cho nhật diệu thần quyền dưới sự hỗ trợ của kiếm táng hoa bộc phát uy lực vô cùng khủng khiếp. Ánh sáng vàng tràn vào trong thân kiếm, ngay lập tức bắn ra kiếm quang dài gần 10 trượng. Tia kiếm quang ấy bắn xuyên qua không khí, như thể trường tồn cùng với mặt trời lửa. Một kiếm chém ra, vô số tia kiếm quang màu vàng lập tức phóng ra, tạo thành một chùm sáng nối dài không thấy đuôi. Rắc, 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 rắc. Trong không gian vang lên từng tiếng vỡ vụn đinh tai nhức óc như tiếng sấm, những hình ảnh vặn vẹo kia lập tức nổ tung.
Tu vi của Vũ Hạo Thiên và Lâm Nhất chênh lệch nhau rất lớn, nhưng ma linh này lại có rất nhiều chiêu thức giúp cho thực lực của hắn ta tăng lên đến một mức độ khiến Lâm Nhất cực kỳ đau đầu. Chiêu chết người nhất chính là vầng trăng ma trên bầu trời. Nó tựa như những vì sao gắn chặt trên bầu trời, lúc di chuyển làm cho không gian hoàn toàn vặn vẹo. Khi ở gần nó, kể cả Lâm Nhất đã nắm giữ Kim Ô Cửu Biến thì cũng bị áp chế rất nhiều về thân pháp. Tu vi cũng bị áp chế mạnh hơn nữa, nếu không nhờ đóa hoa tinh ma trong vùng khí hải mà hắn thu phục thì hắn đã bị đối phương nghiền ép một cách dễ dàng. Nhưng mọi thứ nên dừng tại đây, Lâm Nhất không muốn dây dưa với ông ta thêm nữa. Hắn thi triển kiếm ý thông thiên chém vỡ không gian vặn vẹo này. Leng keng, kiếm ý mênh mông dao động ở khắp nơi, không gian ở những nơi kiếm ý đi qua đều xuất hiện vết nứt. Hơn nữa, dưới sự hỗ trợ của kiếm ý, những ngọn lửa vàng kia như không bao giờ tắt, cháy mãi trong hư không và tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ma Linh điều khiển Vũ Hạo Thiên cố gắng ngăn chặn nhưng vẫn bị nhát kiếm này đánh bay ra xa mấy trăm mét. Ông ta ngẩng đầu nhìn qua, ở cuối tầm mắt. Những tia kiếm quang còn sót lại kia vẫn đang tiếp tục chém không gian vặn vẹo này thành nhiều mảnh nhỏ. Chết tiệt! Vũ Hạo Thiên lập tức nổi giận, vẻ lo lắng chợt thoáng qua trong đôi mắt đỏ tươi. Vô tướng ma quyết, ma quang loạn vũ. Ông ta hét lên rồi thò tay ra khỏi ống tay áo, năm ngón tay trắng nõn bắt lấy ma khí phun trào điên cuồng trong hư không, sau đó đập mạnh một phát. Bùm! Vô số tia ma quang màu đen biến thành xúc tu yêu ma. Những xúc tu chẳng chịt nhanh chóng bành trướng, chớp mắt đã chật kín cả vùng không gian này. Khi xúc tu đong đưa, không khí bị ăn mòn phát ra mùi hôi thối như thể linh hồn cũng sẽ bị nó làm ô nhiễm. Đây là một chiêu khá đáng sợ, cơ thể và chân nguyên đều khó có thể chống lại, đừng nói là bị xúc tu siết chặt, ngay cả khi bị ma quang xâm nhập vào trong cơ thể cũng sẽ tạo thành những tổn thương cực kỳ chí mạng, ảnh hưởng đến sâu tận linh hồn, dù thể xác có mạnh đến đâu cũng vô ích. Hiển nhiên đây là tuyệt chiêu cuối cùng của Ma Linh, chuyên dùng để khắc chế Thương Long Thánh Thiên Quyết của Lâm Nhất. Trò trẻ con. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng vàng bừng lên, đôi cánh của Kim Sĩ Thần Nhân sau lưng hắn bắt đầu bốc cháy, thần quang bắn ra từ trong mắt nó. Tử khí đông lai. Lại thêm một chiêu Nhật Diệu Thần Kiếm được thi triển, Lâm Nhất bay đi như kim ô, kiếm quang màu vàng quanh quẩn tử khí mới hiện. Hắn thoát ẩn thoát hiện trên không trung như một mặt trời. Khiến cho thế giới này như đang oán thán run rẩy. Răng rắc, kiếm quang quanh quần tử khí bay thẳng, liên tục chém nứt những xúc tu tỏa ma quang có thể so sánh với núi cao kia. Kiếm ý thông thiên, không gì cản nổi. Quá mạnh, đám người ở phía xa ngóng nhìn về phía không gian này, trong lòng vô cùng chấn động. Uy lực đáng sợ của kiếm ý thông thiên xuyên qua khoảng cách xa xôi, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sợ hãi và run rẩy từ tận linh hồn. Nhật Diệu Thần Quyền, Nhật Diệu Thần Kiếm. Nhóm người La Trấn và Tần Lâm đều há to miệng, không thể tin được nhìn cảnh này. Quyền pháp cũng có thể thi triển bằng kiếm ư. Lần đầu mới thấy, chưa nghe bao giờ. Khi nhìn thấy cảnh này, kể cả những người có mắt nhìn hơn người như họ cũng kinh ngạc đến mức khó tin. Không, không, không. Trên quảng trường bị tàn phá, Vũ Hạo Thiên nhìn thấy tất cả xúc tu đều bị chém nứt và biến thành cho tàn thì kinh hãi. Không nhịn được la thất thanh. Nhật Diệu Thần Quyền với sự hỗ trợ của kiếm ý thông thiên, cộng thêm được kiếm táng hoa thi triển bộc phát uy lực thật đáng sợ, vượt xa dữ liệu của ông ta. Đại Nhật, chiêu dương như hỏa. Lâm Nhất không cho ông ta cơ hội kinh ngạc thất thần, hắn lao xuống từ trên trời, toàn thân tỏa ra ánh sáng, mạnh mẽ chém một nhát. Nhát kiếm này quá kinh khủng, cả bầu trời đều bị phủ lên ánh lửa vàng, ma quang vô tận bị loại bỏ hơn một nửa. Chiêu dương tràn trề sức sống như hỏa diễm, Lâm Nhất như một vị thần thiếu niên bước ra từ trong mặt trời. Sợi tóc, vạt áo, giữa hai đầu mày của hắn đều đang tỏa ra hào quang, kiếm ý thông thiên của hắn thể hiện uy lực vô địch chân chính. Bùm! Vũ Hạo Thiên cố hết sức ngăn cản những vẫn bị đánh bay ra xa, thân ảnh quyền sáo trong tay phải phát ra âm thanh giòn giã. SSS, SSS! Tiếng rên rỉ thảm thiết của tàn hồn oán giận phát ra từ trong quyền sáo. Ngọn lửa tinh thần đang thiêu đốt bị nhát kiếm này chém thành nhiều mảnh. Á! Vũ Hạo Thiên đau đến mức mặt mày nhăn nhó, nét mặt hắn ta như điên cuồng, sự sống không ngừng tràn vào trong quyền sáo. Đây là kết cục khi sử dụng thần ảnh quyền sáo, chỉ dựa vào huyết khí sinh ra từ trái tim đã không thể tiếp tục chống đỡ để thi triển thần ảnh quyền sáo. Nhưng Ma Linh không hề quan tâm, mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất,
ông ta còn muốn trở mình, muốn sử dụng thần ảnh quyền sáo này. Không, không tiền bối, ngài không thể làm như vậy, cơ thể ta không chịu nổi nữa. Linh hồn bản thể của Vũ Hạo Thiên trong cơ thể kinh hãi lên tiếng, hắn ta đã không chịu nổi nữa. Ma linh này hoàn toàn không để ý tới thân thể của hắn ta, trước đó dùng vô tướng ma quyết để khôi phục vết thương chí mạng vẫn làm ảnh hưởng đến bản nguyên. Lúc này thần ảnh quyền sáo làm phản phệ, thân thể hắn ta đã gần như tàn phế, bản nguyên bị tổn thương, dù sau khi vết thương lành lại cũng chưa chắc có thể hồi phục. Vũ Hạo Thiên không thể không lo lắng. Hừ, bớt nói nhảm lại đi. Ma linh khịt mũi, hoàn toàn không quan tâm, khăng khăng cố chấp thi triển thần ảnh quyền sáo. SSS. Thân thể Vũ Hạo Thiên lập tức rơi vào trạng thái điên cuồng nào đó, khuôn mặt hắn ta không còn chút máu, sự sống liên tục tràn vào trong thần ảnh quyền sáo. Dừng lại. Vũ Hạo Thiên nổi giận, muốn giành lại quyền khống chế thân thể. Hồng hộc. Sắc mặt của hắn ta không ngừng thay đổi, ngọn lửa tinh thần trên thần ảnh quyền sáo càng thêm lập lòe. Lũ sâu kiến, đừng làm càn với lão phu, đợi đến khi ta chiếm được bảo cốt này, chút tổn thương bản nguyên của ngươi có là gì? Đó là bảo cốt do Thương Long Vương để lại, ngươi mà còn dám làm phiền, ta sẽ giết ngươi luôn đấy. Ma linh nổi giận, ông ta biểu hiện trạng thái cực kỳ dữ tợn, mạnh mẽ đẩy lui chân hồn của Vũ Hạo Thiên. Vũ Hạo Thiên hoảng sợ, linh hồn lập tức không dám làm bậy nữa, hắn ta căm hận nghiến răng. Lúc này hắn ta nhường quyền khống chế thân thể cho đối phương, tạm thời không thể áp chế ngược lại thủ đoạn của đối phương. Chết tiệt, Vũ Hạo Thiên phẫn nộ đến mức linh hồn cũng run rẩy, cố kìm nén cơn giận của mình. Bị ma linh này sỉ nhục như nô lệ, Vũ Hạo Thiên vô cùng phẫn nộ. Nếu như có thể giết được Lâm Nhất thì cũng thôi, nhưng với khí thế mà hắn thể hiện ra lúc này, rõ ràng hắn đã mạnh đến mức cực kỳ khủng khiếp. Còn ma linh đó lại bị bảo cốt Thương Long làm mờ mắt. Hoàn toàn mất lý trí, rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong lòng Vũ Hạo Thiên rất uất ức, đồng thời cũng vô cùng lo sợ. Hắn ta cảm thấy mình như đã đến ngày tận thế, dù con ma linh này có may mắn thắng được đối thủ, kết cục của hắn ta cũng sẽ cực kỳ thê thảm. Lão già chết tiệt. Sự thù hận của Vũ Hạo Thiên đối với ma linh lúc này không kém gì với Lâm Nhất. Mặc dù hắn ta đã kiêng dè và đề phòng trước, nhưng vẫn không ngờ sau khi lộ ra bộ mặt dữ tợn, đối phương lại coi hắn như nô lệ thấp hèn, hoàn toàn không còn thái độ thân thiện như trước. Khi hai người họ đang tranh giành quyền khống chế thân thể, đối thủ cũng không ngồi không. Tam ấn hợp nhất, thần dương diệt thế. Lâm Nhất cầm kiếm bằng hai tay, đây là điều cực kỳ hiếm thấy, kim sĩ thần nhân sau lưng hắn đột nhiên giang cánh, ngay lập tức có kim quang che khuất bầu trời, chiếu rọi bốn phương. Cùng lúc đó, trong tay kim sĩ thần nhân cũng xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ. Nó giơ kiếm lên cao giống Lâm Nhất. Ba ấn ký như sao trời lơ lửng sau gáy kim sĩ thần nhân, xoay tròn điên cuồng. Xoạt! Tia kiếm quang dài gần 100 trượng bắn ra từ kiếm táng hoa. Thanh kiếm khổng lồ của kim sĩ thần nhân còn đáng sợ hơn, nó tập hợp kiếm ý vô tận phóng thẳng lên trời, ma vân cuồn cuộn lập tức bị thủng một lỗ. Dừng tại đây thôi nào, chảm! Thần quang phun trào trong mắt Lâm Nhất, mái tóc hắn tung bay theo gió. Sợi tóc va chạm nhau tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. Giờ phút này, hắn tràn ngập khí tức thần thánh, tựa như mặt trời đứng lặng trong thế giới của con người. Uy lực của nhát kiếm này quá kinh khủng, ma linh còn chưa kịp thi triển uy lực của thần ảnh quyền sáo, vầng trăng ma trên trời đã bị chém thành hai nửa. Nát! Lâm Nhất liếc nhìn xung quanh, lại hét lên một tiếng thật dài. Vầng trăng ma bị chém thành hai nửa lập tức vỡ tan thành vô số hạt bụi đen bay lơ lửng trên bầu trời. Phụt! Kiếm quang bá đạo như nhật, dư chấn không tan, chớp mắt đã chém trúng Vũ Hạo Thiên. Vũ Hạo Thiên hộc ra một búng máu, trong mắt lộ ra vẻ hốt hoảng, ông ta thi triển thân pháp lấy được trong truyền thừa, hóa thành Thương Long kêu gọi phong lôi muốn bỏ chạy. Đi được à! Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, mái tóc dài xóa tung uốn lượn như thác nước. Sát ý hư không bắn ra từ trong mắt hắn. Hai tay hắn kết thành ấn, kim ô cửu biến biến ảo trong cơ thể, chân nguyên biến thành năng lượng màu vàng kim liên tục tràn vào hai bên lưng. Vụt! Khi thành ấn hình thành, đôi cánh thần của kim ô lập tức giang ra. Ầm ầm! Hai quả cầu ánh sáng vàng óng như xương xuất hiện hai bên lưng Lâm Nhất. Nó trông như đôi cánh che trời, to khoảng chừng gần 100 trượng. Quay lại cho ta! Đôi cánh lấp lánh sau lưng Lâm Nhất đột nhiên đưa ra sau,
chậm rãi dương lên như cánh. Phú Hạo Thiên đã chạy xa lập tức bị đại thế kim ô này trói buộc, sau đó ông ta đột nhiên bị hút về lại nhanh như chớp, khi đối phương tới gần 100 mét mới miễn cưỡng đứng vững lại. Nhưng Lâm Nhất đã có chuẩn bị từ trước, thần dương toái thiên ấn thủ thế chờ sẵn lập tức tấn công. Lòng bàn tay nắm chặt mặt trời, kim ô bay ra từ trong khe hở, quyền mang đánh vào người Vũ Hạo Thiên từ xa. Một đòn này quá tàn nhẫn, khiến cho ma linh vốn đã bị trọng thương bởi Nhật Diệu thần kiếm hoàn toàn bị thương đến bản nguyên. Ở sâu trong linh hồn của Vũ Hạo Thiên, ma linh lập tức la hét thảm thiết, đau đớn vô cùng. Ánh sáng và khí thức của ông ta dần phai nhạt, ánh mắt Vũ Hạo Thiên trở nên sáng ngời. Lão già kia, cút ra ngoài cho ta. Hắn ta sớm đã âm thầm chuẩn bị, thấy đối phương trọng thương thì lập tức quyết đoán ra tay. Đồ ăn cháo đá bát, ta biết danh con nhà ngươi không chịu nổi mà, ma linh kinh hãi, giận dữ gằn giọng chửi rủa. Vũ Hạo Thiên cười khẩy, ông bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ha ha, ngươi vốn là một kẻ vô dụng thôi, nếu không nhờ ta ra tay giúp đỡ thì ngươi đã chết trong tay Lâm Nhất như một con súc vật từ lâu rồi. Còn thân thể của ngươi thậm chí không bằng một con chó hoang, cho ta sống nhờ ta cũng chê. Đợi khi nào chiếm được thân thể của thằng nhóc kia, ta sẽ xử kẻ ăn cháo đá bát nhà ngươi sau. Ma Linh thấy không thể chiếm giữ thân thể Vũ Hạo Thiên, dứt khoát biến thành một luồng sáng đen bay thẳng ra ngoài. Vũ Hạo Thiên nghe vậy thì vừa sợ vừa giận, hóa ra con Ma Linh này đã sớm có ý đồ với Lâm Nhất, chỉ coi hắn ta như kẻ bị vứt bỏ. Lâm Nhất vừa mới thu quyền, nhìn thấy một luồng sáng đen kỳ lạ bay tới, mặt hắn lập tức biến sắc. Vội vàng bay ngược về phía sau. Nhưng luồng sáng đen này quá nhanh, nó còn nhanh hơn cả tốc độ sét đánh, chớp mắt đã chui vào trong đầu Lâm Nhất. Nó muốn cướp thân thể của hắn. Lâm Nhất đứng bất động trên không trung, nếu không nhờ có hai quả cầu ánh sáng ở sau lưng như cánh chim giữ lại, có lẽ hắn đã rơi thẳng xuống dưới. Sau khi đuổi Ma Linh ra ngoài, Vũ Hạo Thiên lại được nắm quyền khống chế thân thể, hắn ta lập tức hộc ra một búng máu. Phụt! Sắc mặt Vũ Hạo Thiên vô cùng âm u, sau khi được chân chính khống chế thân thể, hắn ta mới phát hiện mình bị thương nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng. Phần thịt được ma linh phục hồi trước đó bắt đầu thối rữa, trông có vẻ rất khủng khiếp. Thình thịch, trái tim hắn ta đang rỉ máu, nó đã bị rách một đường rất đáng sợ, mỗi lần đập đều sẽ đau đến mức thấu tận tim gan. Vẻ gần như tuyệt vọng dâng lên trong mắt Vũ Hạo Thiên, quá thê thảm, thân thể của hắn ta đã coi như tàn phế. Kể cả khi vết thương lành hẳn, tu vi cũng không thể khôi phục trong một thời gian rất dài, hơn nữa còn tạo thành tật vĩnh viễn. Những tật ấy sẽ ảnh hưởng đến bản nguyên, làm tổn thương đến căn cơ, có thể cả đời này sẽ dừng lại ở cảnh giới thiên phách. Nếu không có thần đan thánh dược hoặc phương pháp siêu phàm nào đó, kiếp này của hắn ta coi như bỏ. Chết tiệt! Trong mắt Phú Hạo Thiên có lửa giận dâng trào, hắn ta hận ma linh kia, càng hận Lâm Nhất, kẻ gây ra tất cả chuyện này hơn. Hắn ta đảo mắt nhìn thẳng về phía trước, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Người Lâm Nhất trở nên cứng đờ, hắn đang bị ông lão kia đoạt xác, e rằng không thể phản ứng kịp. Nhưng dù là thể, quanh người Lâm Nhất vẫn còn rất nhiều kiếm ý, những kiếm ý kia sẽ có phản ứng theo bản năng khi đối diện với nguy hiểm. Nếu ở trạng thái mạnh nhất, đương nhiên là hắn không quá sợ, nhưng bây giờ gần như đang bán sống bán chết, chỉ cần không cẩn thận sẽ mất mạng luôn. Bù! Đúng vào lúc này có tiếng xé gió vang lên, mấy bóng người bay tới từ phía xa, Vũ Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn qua, chính là mấy người nhóm La Trấn từng bị hắn ta sỉ nhục trước đó. Đi! Hắn ta lập tức xoay người một cách quyết đoán, không chút do dự. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy thân thể Lâm Nhất đang cứng đờ, mấy người nhóm La Trấn đều tỏ vẻ ngạc nhiên, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn đang bị đoạt xác. Bùi Tuyết nhíu chặt mày, khẽ mở miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hả? Ba người tỏ vẻ kinh ngạc, biết ngay đã xảy ra chuyện gì, là con hung linh trên người Vũ Hạo Thiên đã rời khỏi người hắn ta, đoạt xác Lâm Nhất rồi. Đuổi theo Vũ Hạo Thiên trước đã, đừng để hắn ta chạy mất, hung linh kia cũng là bị ép đến bước đường cùng mới phải đoạt xác, chưa chắc có thể thành công, ta ở lại đây theo dõi. Bùi Tuyết khẽ nói, mấy người nhóm La Trấn thở phào nhẹ nhõm, đuổi theo Vũ Hạo Thiên vẫn là chuyện quan trọng hơn, nhất định không thể để hắn ta chạy mất được. Ba người họ đều hận hắn ta đến thấu xương, đặc biệt là Quân Mộng Trần, hắn ta bị Vũ Hạo Thiên đánh đến mức phải quỳ xuống cầu xin, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Nhìn thấy ba người đã đi xa,
trong mắt Bùi Tuyết lộ vẻ lo âu. Tuy hung linh kia bị thương rất nặng, nhưng đoạt xác vẫn là chuyện khá nguy hiểm, dù không thành công cũng có thể chọn lấy mạng đổi mạng. Chỉ cần linh hồn của Lâm Nhất chịu ảnh hưởng, hắn sẽ bị thương rất nghiêm trọng. Trên con đường thông thiên này xuất hiện một kẻ siêu phàm cũng không phải chuyện dễ dàng, đừng có chết ở đây, nếu không sẽ phiền phức lắm. Ánh mắt Bùi Tuyết sâu thẳm, vẫn đang nhìn Lâm Nhất với vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ong! Thân thể Lâm Nhất cứng đờ lơ lửng giữa không trung, lúc này, ngay cả đôi mắt cũng bắt đầu không còn tiêu cự. Mà lúc này, trong đầu hắn còn bị tia sáng đen kia xâm lấn, tạo thành sóng gió chấn động đất trời, lôi kéo hồn phách của hắn. Chết tiệt! Đây là lần đầu tiên Lâm Nhất gặp phải trạng thái như thế, khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn chỉ có thể điều khiển hồn phách của mình không ngừng đi sâu vào bên trong. Kha kha, danh con, không cần phải sợ, ta là người của thần tộc Ô Thản cao quý. Ngươi dung hợp với ta là vinh hạnh to lớn của ngươi, ngoan ngoãn giao cơ thể của ngươi cho ta đi. Uy lực của bảo cốt thương long mà nằm trong tay ngươi thật sự quá lãng phí, ta sẽ để ngươi đứng trên đỉnh của con đường thông thiên, tạo nên danh tiếng lẫy lừng ở thế giới này. Giọng nói của ma linh vang lên trong đầu, ông ta cười gằn một tiếng, tỏ vẻ rất đắc ý. Thật ra trạng thái hiện tại của ông ta đang rất tệ, đoạt xác vào lúc này thật sự là đang liều mạng. Nhưng ông ta nghĩ, với độ tuổi của Lâm Nhất, chắc chắn là hắn không quá hiểu biết về linh hồn, không thể xử lý tình huống bất ngờ như thế. Chỉ cần nắm được sơ hở, từ từ mài mòn đối phương, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị ông ta nuốt chửng. Dù nguy hiểm, nhưng đây là cách trở mình từ trong bước đường cùng. Ông già kia, ông cút ra ngoài cho ta. Ông nghĩ mình có tư cách động vào cơ thể của ta ư? Lúc này, Lâm Nhất thầm thấy tức giận, hắn cẩn thận chống lại bão táp mà đối phương tạo nên. Đồng thời, hắn còn đang ra sức nghĩ cách, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được phương pháp đối phó nào hay. Trong lúc chống lại việc đoạt xác, tất cả thủ đoạn của hắn đều không thể sử dụng được. Ha ha ha, người cứ mặc sức mà tức giận, ở nơi này, các thủ đoạn của ngươi ở thế giới bên ngoài đều không thể sử dụng được. Ta muốn xem ngươi có thể phách lối đến khi nào. Sớm muộn gì cơ thể này của ngươi cũng sẽ thành của ta, yên tâm, ta sẽ thay ngươi giết chết Vũ Hạo Thiên. Gió lớn rít gào, giọng nói lạnh lùng của ma linh lại vang lên một lần nữa, lực lượng mạnh mẽ diễn hóa ra chèn ép về phía Lâm Nhất. Trong nháy mắt, Lâm Nhất đã bị dồn ép đến bờ vực khá là nguy hiểm. Áp lực mạnh mẽ kéo đến, Lâm Nhất cảm giác linh hồn của mình như sắp tan rã, tâm lý của hắn thay đổi. Không còn cách nào khác nữa, khiến hắn nhất thời cảm thấy hơi tuyệt vọng. Trong không gian thần bí này, chân nguyên và kiếm ý đều không thể sử dụng. Hắn có cảm giác dường như có thể sử dụng một vài thủ đoạn của huyền sư, dùng hồn lực điều động linh văn, có lẽ sẽ ngăn cản được một khoảng thời gian. Nhưng thành tựu huyền sư của hắn quá thấp, chỉ có tam phẩm, e rằng không thể làm gì được hung linh trước mặt. Trong mắt Phú Hạo Thiên có lửa giận dâng trào, hắn ta hận ma linh kia, càng hận Lâm Nhất. Kẻ gây ra tất cả chuyện này hơn. Hắn ta đảo mắt nhìn thẳng về phía trước, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Người Lâm Nhất trở nên cứng đờ, hắn đang bị ông lão kia đoạt xác, e rằng không thể phản ứng kịp. Nhưng dù là thể, quanh người Lâm Nhất vẫn còn rất nhiều kiếm ý, những kiếm ý kia sẽ có phản ứng theo bản năng khi đối diện với nguy hiểm. Nếu ở trạng thái mạnh nhất, đương nhiên là hắn không quá sợ, nhưng bây giờ gần như đang bán sống bán chết. Chỉ cần không cẩn thận sẽ mất mạng luôn. Bù! Đúng vào lúc này có tiếng xé gió vang lên, mấy bóng người bay tới từ phía xa, Vũ Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn qua, chính là mấy người nhóm La Trấn từng bị hắn ta sỉ nhục trước đó. Đi! Hắn ta lập tức xoay người một cách quyết đoán, không chút do dự. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy thân thể Lâm Nhất đang cứng đờ, mấy người nhóm La Trấn đều tỏ vẻ ngạc nhiên, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn đang bị đoạt xác. Bùi Tuyết nhíu chặt mày, khẽ mở miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hả? Ba người tỏ vẻ kinh ngạc, biết ngay đã xảy ra chuyện gì, là con hung linh trên người Vũ Hạo Thiên đã rời khỏi người hắn ta, đoạt xác Lâm Nhất rồi. Đuổi theo Vũ Hạo Thiên trước đã, đừng để hắn ta chạy mất, hung linh kia cũng là bị ép đến bước đường cùng mới phải đoạt xác, chưa chắc có thể thành công, ta ở lại đây theo dõi. Bùi Tuyết khẽ nói. Mấy người nhóm La Trấn thở phào nhẹ nhõm. Đuổi theo Vũ Hạo Thiên vẫn là chuyện quan trọng hơn, nhất định không thể để hắn ta chạy mất được. Ba người họ đều hận hắn ta đến thấu xương, đặc biệt là Quân Mộng Trần,
hắn ta bị Vũ Hạo Thiên đánh đến mức phải quỳ xuống cầu xin, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Nhìn thấy ba người đã đi xa, trong mắt Bùi Tuyết lộ vẻ lo âu. Tuy hung linh kia bị thương rất nặng, nhưng đoạt xác vẫn là chuyện khá nguy hiểm, dù không thành công cũng có thể chọn lấy mạng đổi mạng. Chỉ cần linh hồn của Lâm Nhất chịu ảnh hưởng, hắn sẽ bị thương rất nghiêm trọng. Trên con đường thông thiên này xuất hiện một kẻ siêu phàm cũng không phải chuyện dễ dàng, đừng có chết ở đây, nếu không sẽ phiền phức lắm. Ánh mắt Bùi Tuyết sâu thẳm, vẫn đang nhìn Lâm Nhất với vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ong! Thân thể Lâm Nhất cứng đờ lơ lửng giữa không trung, lúc này, ngay cả đôi mắt cũng bắt đầu không còn tiêu cự. Mà lúc này, trong đầu hắn còn bị tia sáng đen kia xâm lấn, tạo thành sóng gió chấn động đất trời, lôi kéo hồn phách của hắn. Chết tiệt! Đây là lần đầu tiên Lâm Nhất gặp phải trạng thái như thế, khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn chỉ có thể điều khiển hồn phách của mình không ngừng đi sâu vào bên trong. Kha kha, danh con, không cần phải sợ, ta là người của thần tộc Ô Thản cao quý. Ngươi dung hợp với ta là vinh hạnh to lớn của ngươi, ngoan ngoãn giao cơ thể của ngươi cho ta đi. Uy lực của bảo cốt thương long mà nằm trong tay ngươi thật sự quá lãng phí, ta sẽ để ngươi đứng trên đỉnh của con đường thông thiên. Tạo nên danh tiếng lẫy lừng ở thế giới này. Giọng nói của ma linh vang lên trong đầu, ông ta cười gằn một tiếng, tỏ vẻ rất đắc ý. Thật ra trạng thái hiện tại của ông ta đang rất tệ, đoạt xác vào lúc này thật sự là đang liều mạng. Nhưng ông ta nghĩ, với độ tuổi của Lâm Nhất, chắc chắn là hắn không quá hiểu biết về linh hồn, không thể xử lý tình huống bất ngờ như thế. Chỉ cần nắm được sơ hở, từ từ mài mòn đối phương, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị ông ta nuốt chửng. Dù nguy hiểm, nhưng đây là cách trở mình từ trong bước đường cùng. Ông già kia, ông cút ra ngoài cho ta, ông nghĩ mình có tư cách động vào cơ thể của ta ư. Lúc này, Lâm Nhất thầm thấy tức giận, hắn cẩn thận chống lại bão táp mà đối phương tạo nên. Đồng thời, hắn còn đang ra sức nghĩ cách, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được phương pháp đối phó nào hay. Trong lúc chống lại việc đoạt xác, tất cả thủ đoạn của hắn đều không thể sử dụng được. Ha ha ha! Ngươi cứ mặc sức mà tức giận, ở nơi này, các thủ đoạn của ngươi ở thế giới bên ngoài đều không thể sử dụng được, ta muốn xem ngươi có thể phách lối đến khi nào. Sớm muộn gì cơ thể này của ngươi cũng sẽ thành của ta, yên tâm, ta sẽ thay ngươi giết chết Vũ Hạo Thiên. Gió lớn rít gào, giọng nói lạnh lùng của ma linh lại vang lên một lần nữa, lực lượng mạnh mẽ diễn hóa ra chèn ép về phía Lâm Nhất. Trong nháy mắt, Lâm Nhất đã bị dồn ép đến bờ vực khá là nguy hiểm. Áp lực mạnh mẽ kéo đến, Lâm Nhất cảm giác linh hồn của mình như sắp tan rã, tâm lý của hắn thay đổi, không còn cách nào khác nữa, khiến hắn nhất thời cảm thấy hơi tuyệt vọng. Trong không gian thần bí này, chân nguyên và kiếm ý đều không thể sử dụng. Hắn có cảm giác dường như có thể sử dụng một vài thủ đoạn của huyền sư, dùng hồn lực điều động linh văn, có lẽ sẽ ngăn cản được một khoảng thời gian. Nhưng thành tựu huyền sư của hắn quá thấp, chỉ có tam phẩm. E rằng không thể làm gì được hung linh trước mặt. Quan trọng nhất là hắn chưa từng sử dụng linh văn trong trạng thái thế này, sau mấy lần thử đều thất bại vào thời điểm quan trọng nhất. Ha ha, với cảnh giới bây giờ của ngươi hoàn toàn không thể nào sử dụng lực lượng linh văn để tiêu diệt ta đâu. Ma linh thấy Lâm Nhất cố gắng như thế thì không ngừng cười châm chọc, từng bước ép đối phương đến bước đường cùng. Vụt! Nhưng vào lúc này, chợt có tình huống bất ngờ diễn ra. Sâu trong khu vực này có một cây thần thụ thanh tiêu cao chọc trời, trên thần thụ xuất hiện vô số cánh hoa màu tím nhưng ánh sao tô điểm. Ở trung tâm thần thụ chọc trời có một con băng phượng đang nằm ngủ, trên người nó tản ra khí thế vô cùng đáng sợ. Tử băng diên tước. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Nhất thầm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn biết rõ, sau khi tử diên kiếm quyết tu luyện đến cảnh giới cao sẽ có thể sử dụng kiếm trận triệu hoán băng phượng, đồng thời điều khiển tử diên thánh hỏa. Nhưng hắn chưa từng nghĩ sâu trong trí não của hắn sẽ có linh hồn của một con băng phượng. Khác với các võ hồn như Trúc Long, Cùng Kỳ, võ hồn có linh vô trí, không có suy nghĩ của riêng mình. Còn từ con băng phượng đang ngủ say này, Lâm Nhất lại cảm thấy rợn tóc gáy, dường như nó có cả linh và trí. Trời ạ! Rốt cuộc kiếm quyết mà Tử Diên kiếm thánh để lại là sao vậy, còn có bí mật như thế ư? Lâm Nhất thầm thấy khiếp sợ, cũng hơi khó hiểu. Không thể nào hiểu được. Rốt cuộc nó đã ở đây bao lâu rồi? Nó đã xuất hiện từ lúc hắn sử dụng kiếm trận tử diên xoay ngược, cửu chuyển quy nhất, phượng minh chiêu dương rồi ư. Trong lòng Lâm Nhất lập tức xuất hiện rất nhiều nghi vấn,
thậm chí hắn còn thoáng quên mất sự tồn tại của ma linh. Tộc Cở Phượng. Ma linh trước đó còn rất ngông cuồng nhìn về phía băng phượng trên thần thụ Thanh Tiêu, cơ thể không ngừng run rẩy. Trên người băng phượng kia tản ra khí thế cực kỳ đáng sợ, khiến ông ta cảm nhận được sự sợ hãi trước giờ chưa từng có, vì sợ nên cũng không dám làm bậy. Cảm giác này quá khó chịu, khiến ông ta cực kỳ hối hận. Ở bên ngoài, ba người nhóm La Chấn cùng ra tay, đã đuổi kịp Vũ Hạo Thiên bên ngoài quảng trường Thương Long, ngăn chặn đường lui của đối phương. Vũ Hạo Thiên, người hết đường để chạy rồi, sắc mặt Quân Mộng Trần lạnh như băng, hắn ta nhìn chằm chằm Vũ Hạo Thiên, trên người tản ra khí lạnh. Thái độ của La Chấn và Tần Lâm cũng cực kỳ hung ác. Vũ Hạo Thiên nhìn quanh một vòng, đảo mắt nhìn thoáng qua ba người, sau đó dần lấy lại bình tĩnh, cười khẩy, muốn diệt cỏ tận gốc à. Tuy ta trông khá thảm hại, nhưng đám tôm tép các ngươi vẫn không thể làm gì được đâu, mau cút đi, nếu không ta sẽ khiến các ngươi phải khóc như trước đó đấy. Hắn ta bị thương khá nghiêm trọng, nhưng thương tích trên người ba người họ cũng chưa hồi phục. Trước đó hắn ta làm ba người trọng thương, dù họ đã được Bùi Tuyết cứu giúp, nhưng cũng không thể khôi phục lại lực chiến trong thời gian ngắn. Hừ, sao không xem thử tình huống của ngươi lúc này đi, trong mắt Tần Lâm có ánh sáng lạnh lóe lên. Hắn ta cất giọng nói lạnh lùng. Ba người thật sự bị thương, nhưng thương tích thật sự nhẹ hơn Vũ Hạo Thiên rất nhiều. Vũ Hạo Thiên bây giờ tóc tai bù xù, dáng vẻ thảm hại, cực kỳ yếu ớt, đặc biệt là vết thương trước ngực, khiến người ta thấy mà giật mình. Hắn ta bị Lâm Nhất làm bị thương quá nặng, còn bị ma linh bất chấp tất cả bòn rút căn nguyên, trong mắt ba người nhóm La Chấn, hắn ta đang vô cùng yếu ớt. Ha ha, vết thương này có nặng đến mấy cũng là do Lâm Nhất ra tay. Đám tôm tép như các ngươi thì có thể làm được gì chứ? Vũ Hạo Thiên cười khinh thường, không quan tâm đến vết thương trên người, lại bắt đầu ra tay. Oanh! Sau khi nói hết câu, trong cơ thể Vũ Hạo Thiên có ánh trăng màu trắng bạc lóe lên, hắn ta điều động vô tướng ma quyết. Người biến thành thương long, cuốn theo sức mạnh phong lôi dữ dội, nhanh chóng xông lên. Ba người nhóm La Chấn lập tức thay đổi sắc mặt. Rõ ràng không ngờ rằng Vũ Hạo Thiên còn có thể sử dụng thân pháp trong trạng thái thế này. Đuôi rồng quét qua, Vũ Hạo Thiên vung một chưởng đánh lên ngực Quân Mộng Trần, khiến hắn ta hộc máu bay ra xa. Đầu thương long vặn vẹo, Vũ Hạo Thiên biến chưởng thành quyền, đánh trúng Tần Lâm. Sau đó, thương long gầm thét, sấm chớp rít gào, hắn ta xuất hiện trước mặt La Chấn, trong găng tay thần ánh có ánh trăng lạnh lóe phát ra. Sắc mặt La Chấn hơi thay đổi. Đồng thời, hắn ta cũng ra tay đỡ đòn, trong âm thanh chấn động đất trời, La Chấn bị đánh bay cả trăm mét, quỳ một chân xuống đất, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Đúng là vô dụng, các ngươi mà cũng muốn diệt cỏ tận gốc á, nếu trong trạng thái mạnh nhất, ta chỉ cần một ngón tay là áp đảo được các ngươi rồi. Vũ Hạo Thiên nhanh chóng đánh lui ba người, trong mắt lộ vẻ ngông cuồng, vô cùng châm chọc. Nếu không vì hắn ta bị thương nặng, thì bây giờ ba người này đều đã chết hết rồi. Bù. Nhưng hắn ta còn chưa nói hết, một bóng đen đã bay tới từ xa, không đợi hắn ta kịp phản ứng đã đánh bay hắn ta ra xa. Phụt. Vũ Hạo Thiên phun ra một ngụm máu tươi, tim đập thình thịch. Thương tích nặng nề khiến hắn ta không thể duy trì găng tay thần ảnh được nữa, chỉ đánh ra được một cú đấm với lửa tinh thần rực cháy. Vụt. Bóng đen giơ tay thẳng thừng bắt lấy nắm đấm, sau đó nuốt lấy nó. Lại là ngươi, con mèo chết tiệt này. Vũ Hạo Thiên ho khan mấy tiếng, tập trung nhìn lại, phát hiện đó là con ma sủng bên cạnh Lâm Nhất. Ngựa huyết long nhe răng cười, nó cũng không nhiều lời mà thẳng thừng lấy ra ma côn thiên khôi. Vũ Hạo Thiên thay đổi sắc mặt, lập tức lăn một vòng đứng dậy, vội vàng xoay người trốn đi xa. Nhưng hắn ta quá chậm, chưa đi được bao xa đã bị ngựa huyết long đánh trúng một gậy, xương cốt trên người lập tức vỡ vụn, túi trữ vật ở bên eo cũng rơi xuống. Ngựa huyết long nhanh chóng di chuyển đón lấy túi trữ vật, động tác thuần thục khiến người khác thấy kinh ngạc. Lợi dụng lúc ngựa huyết long kiểm tra túi trữ vật, Vũ Hạo Thiên chịu đựng đau đớn khôn cùng, thi triển thân pháp lấy được trong bảo điện truyền thừa một lần nữa. Oanh! Lôi quang lóe lên, trông hắn ta cứ như một hư ảnh thương long bay ngang qua hư không. Đuổi theo! Đương nhiên ngựa huyết long sẽ không bỏ qua, khoảng nửa canh giờ sau, nó dừng lại trước một cánh đồng hoang vu bị ma vân đen kịt bao trùm. Sâu trong cánh đồng hoang vu kia có khí thế cấm kỵ tỏa ra, khiến người ta phải rợn tóc gáy. Ngựa huyết long không sợ trời không sợ đất cũng phải nổi da gà.
Nó chần chừ không tiến lên, không dám liều lĩnh. Vụt, vụt, vụt. Tiếng xé gió vang lên, ba người La Trấn kéo theo thân thể bị thương chạy đến, nhìn thấy cánh đồng hoang vu ma vân mù mịt, ba người đều không khỏi hít sâu một hơi. Nơi này là cấm khu tử vong. Vũ Hạo Thiên tiến vào trong rồi à? Thế chắc hắn ta không sống nổi đâu, hắn ta vốn đang rất yếu, nghe đồn cấm khu này đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Dù là cường giả cảnh giới thần đan cũng có đi mà không có về, tồn tại trên thần đan cũng không dám đi sâu vào bên trong. Có lẽ Vũ Hạo Thiên chết chắc rồi, dù không chết thì cũng tàn phế, ma linh kia bào mòn căn nguyên của hắn ta, còn bị Lâm Nhất làm trọng thương, sẽ không còn cơ hội trở mình nữa. Ba người lần lượt lên tiếng, chắc chắn Vũ Hạo Thiên sẽ chết, nhưng ít nhiều gì cũng thấy hơi tiếc. Găng tay thần ảnh quý báu nhất trên người hắn ta đã bị ma sủng của Lâm Nhất lấy mất, túi trữ vật còn có rất nhiều bảo bối cũng rơi vào tay con mèo rồng này. Vũ Hạo Thiên có cơ duyên không tầm thường, rất may mắn. Nhưng dường như cơ duyên như thế cũng sẽ nằm trong tay Lâm Nhất, trở thành người dâng quà cho hắn. Trong đầu Lâm Nhất, dù là hắn hay ma linh vẫn luôn điên cuồng đuổi theo đó cũng đều sợ hãi không dám di chuyển vì con băng phượng thượng cổ đang ngủ say trên thần thụ thanh tiêu kia. Có điều ma linh vẫn thấy sợ hơn so với Lâm Nhất, ông ta rất mạnh mẽ, biết nhìn xa trông rộng. Ông ta nhìn thấu được lai lịch của con băng phượng này, nên ông ta mới cảm thấy sợ hơn Lâm Nhất không biết gì rất nhiều. Nếu cho ông ta thêm một cơ hội, thì dù có bị đánh chết ông ta cũng sẽ không mạo hiểm xông vào thức hải của Lâm Nhất. Còn Lâm Nhất thì lại rất khiếp sợ, hắn nghĩ mãi mà không biết sâu trong thức hải của bản thân có một con băng phượng đang ngủ say từ bao giờ. Tuy đoạn kiếm có lai lịch thần bí, nhưng Lâm Nhất đã hiểu rõ ràng nó không thể uy hiếp đến hắn. Cho nên từ trước đến giờ, Lâm Nhất chưa từng thấy lo lắng, nhưng con băng phượng này lại khiến hắn nổi da gà. Chỉ cần đối phương có ý thù địch, e rằng thân thể này của hắn sẽ lập tức đổi chủ, rất nguy hiểm. Sau một hồi giằng co, không biết đã bao lâu trôi qua, ma linh đã không thể kìm nén được nỗi khiếp sợ của bản thân nữa. Ông ta nhìn lén băng phượng đang ngủ say ở giữa cây đại thụ chọc trời kia, thầm nghĩ có lẽ nó đã ngủ say lắm rồi, 101.000 năm nữa cũng không thể tỉnh lại. Cộp, cộp! Ông ta giấu đi khí thế, cẩn thận lùi về phía sau, ông ta không dám đoạt xác nữa, muốn rời khỏi thân thể của Lâm Nhất. Dù thân thể của Lâm Nhất có thu hút đến mấy, dù bảo cốt thương long kia mạnh mẽ đến mức nào, ông ta cũng không còn ý đồ gì với nó nữa. Ong! Nhưng đúng vào lúc này, không gian rung động một cách dữ dội, trên người con băng phượng kia có hơi thở cực kỳ đáng sợ đang chậm rãi thức tỉnh. Lâm Nhất ngạc nhiên phát hiện bản thân không thể nào di chuyển, đã hoàn toàn bị giam cầm. Không, không tiền bối, ta không có ý quấy rầy, không có ý quấy rầy, thật sự không muốn xúc phạm đến ngài đâu. Ma linh cuống cuồng, trong lòng đã bị nỗi sợ hãi lấp đầy, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Khí thế kia ngày càng mạnh mẽ và đáng sợ hơn, cuối cùng, con băng phượng kia chậm rãi mở mắt. Nó chỉ hơi mở mắt, nhưng vào khoảnh khắc đó, ma linh đang đẩy Lâm Nhất đến bước đường cùng đã lập tức nổ tung, trở thành hư vô. Trong thức hải không còn chút hơi thở nào của ông ta nữa, con ma linh cổ xưa không biết đã sống sót bao nhiêu năm tháng cứ thế bị tiêu diệt. Lâm Nhất vô cùng khiếp sợ, không một từ nào có thể miêu tả sự rung động của hắn vào lúc này. Lâm Nhất vừa thấp thỏm vừa bất an, băng phượng chỉ hơi mở mắt đã tiêu diệt được ma linh, sức mạnh của đối phương hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Cút đi, tiểu tử được chọn kia, trước khi thức tỉnh ta đừng đến làm phiền ta ngủ, đúng là khốn kiếp, giấc mơ đẹp của ta thật sự muốn ăn ngươi. Bên tai Lâm Nhất vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng dễ nghe, còn chứa đựng cả sự lạnh lẽo. Sau khi nói xong, băng phượng lại nhắm mắt một lần nữa. Lời nói kia của nó giống như bực bội vì bị đánh thức. Lời nói khá đáng sợ, như thật sự muốn ăn Lâm Nhất, nhưng cảm giác lại rất giống đang nói mê khi ngủ hơn. Giọng nữ. Ăn ta. Lâm Nhất bị đuổi khỏi khu vực này trong nỗi khiếp sợ tột độ. Đợi đến khi hắn ngước mắt nhìn lên một lần nữa, quảng trường thương long đổ nát đã xuất hiện, không rõ tung tích của Vũ Hạo Thiên, chỉ có nữ tử áo tím bí ẩn kia đang đứng cách đó không xa. Tỉnh rồi à? Ngươi là Lâm Nhất, hay là hung linh? Hai mắt Bùi Tuyết sáng lên, nàng ta nhìn về phía Lâm Nhất với vẻ không dám chắc. Ta là người dễ bị đoạt xác thế à? Lâm Nhất nở nụ cười, nhẹ giọng nói với đối phương. Bùi Tuyết thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, tính cách của thiếu niên thể hiện qua nét mặt và chân mày,
ma linh không thể nào đóng giả được. Vũ Hạo Thiên đâu? Lâm Nhất cất tiếng hỏi. Dù những chuyện diễn ra trong thức hải rất đáng sợ, nhưng sau khi tỉnh lại, Lâm Nhất cũng chỉ có thể tạm thời gác nó lại một bên. Hiện tại, băng phượng kia không có ý thù địch với hắn, nếu thật sự muốn giết chết hắn thì Lâm Nhất không thể nào sống đến bây giờ được. Nó cũng đang ở trong một trạng thái không hoàn chỉnh cho lắm. Từ lời nó nói, cũng có thể chắc chắn sự tồn tại của băng phượng có liên quan đến Tử Diên Kiếm Thánh. So với những điều này, hiện tại hắn chú trọng sinh tử của Vũ Hạo Thiên hơn. Băng phượng giết chết ma linh đã giải quyết hơn một nửa tai họa, nhưng Vũ Hạo Thiên không chết vẫn khiến hắn khó mà yên lòng. Hắn ta đi rồi, nhưng ma sủng kia của ngươi và mấy người nhóm La Chấn đều đang đuổi theo. Hắn ta bị thương nặng lắm, chắc là không đi được xa đâu, Bùi Tuyết nhẹ giọng đáp. Cũng chưa chắc được. Lâm Nhất tập trung, hai tay kết ấn. Oanh! Ánh sáng vô tận cuồn cuộn xung quanh hắn chợt không ngừng ngưng tụ, cuối cùng diễn hóa thành một đôi cánh vàng như cánh chim. Đôi cánh cũng giống cánh của Kim Sĩ Thần Nhân sau lưng Lâm Nhất, có điều nó nhỏ hơn rất nhiều, uy lực cũng yếu hơn. Có điều thế này đã là đủ với Lâm Nhất rồi, đủ để hắn thi triển Kim Ô Cửu Biến một cách hoàn mỹ. Vụt! Lâm Nhất vỗ cánh, thoáng chốc biến mất trước mặt Bùi Tuyết như phù quang lược ảnh. Tốc độ nhanh quá, không thua gì Lăng Vân Bộ của mình, trong mắt Bùi Tuyết thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, quanh người nàng ta chợt có ánh sáng màu tím quẩn quanh, nàng ta tiến lên một bước, biến mất một cách kỳ lạ. Lâm Nhất điều động Kim Ô Cửu Biến, vung đôi cánh, phát huy cuốn thiên phách của Trục Nhật Thần Quyết đến mức độ cao nhất. Hắn đi rất nhanh, tựa như điện quang màu vàng, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của ba người nhóm La Chấn và Ngựa Huyết Long. Mấy người họ đứng ở một khu vực đáng sợ bị ma vân bao phủ, trong khu vực đó, Lâm Nhất cảm nhận được một tồn tại đáng sợ, vừa nhìn đã biết đây chắc chắn là một khu vực cấm. Trên con đường thông thiên này có rất nhiều khu vực cấm tương tự, rất ít người dám xông vào bên trong. Lâm Nhất dẹp cánh thần Kim Ô đi, đáp xuống đất, mấy người La Chấn nhìn thấy hắn, lập tức gọi hắn với vẻ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Lâm Nhất trả lời một cách đơn giản, là ta, có chắc Vũ Hạo Thiên trốn vào trong đó không? Đúng thế, nhưng đây là khu vực cấm, chúng ta không dám mạo hiểm. Chúng ta đã trông chừng ở nơi này một khoảng thời gian vẫn không thấy hắn ta ra ngoài, chắc hẳn là chết ở bên trong luôn rồi, La Chấn trả lời một cách khá cẩn thận. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng lóe lên, hắn trầm ngâm nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, phải xác nhận lại mới được. Đừng, nơi này là cấm khu từ thời thượng cổ, nghe nói cường giả cảnh giới thần đan trở lên cũng bị giam cầm ở bên trong. Từ trước đến giờ, chưa có một ai ra ngoài. Trước khi đến con đường thông thiên, trưởng bối trong tộc chúng ta luôn dặn dò rất kỹ với mấy cấm địa này. Mấy người nhóm La Chấn vội ngăn cản, họ đều đến từ giới vực cấp cao, hiểu rõ con đường thông thiên hơn Lâm Nhất rất nhiều. Hắn nói đúng, nơi này từng có cường giả cường đại đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi khiêu chiến, ngay cả thời không cũng có cảm giác chẳng lành, chưa chắc có thể sống sót trở ra, ánh sáng tím lóe lên, Bùi Tuyết xuất hiện, nàng ta chậm rãi cất lời. Ta không đi vào trong, ta chỉ xem thử thôi. Lâm Nhất đi tới khu vực bên ngoài khu vực cấm, hắn cảm nhận được cái mùi đổ nát ở bên trong, nếu người sống tiến vào chắc chắn sẽ bị ăn mòn một cách nghiêm trọng. Soạt. Mắt Trúc Long. Lâm Nhất sử dụng thiên phú thần thông võ hồn Trúc Long, trong mắt lập tức xuất hiện ánh nến chập chờn, tầm mắt của hắn xuyên qua ma chướng, hình ảnh phía xa ngày càng gần hơn. Rất nhiều khu vực bị sương mù dày đặc bao phủ trong khu vực cấm đều hiện lên trong mắt hắn. Ở chỗ giáp với bên ngoài có rất nhiều xác chết, vài cái xác rõ ràng là vừa chết gần đây. Xem ra dù biết rõ nơi này là khu vực cấm vẫn có vài thiên tài của các giới vực muốn liều mạng, tiếc là tất cả đều chết hết, không có ngoại lệ. Tầm mắt tiếp tục đi xa, nhìn thấy vô số hài cốt, khiến hắn cũng phải nổi da gà. Vụt! Lâm Nhất đã nhìn thấy Vũ Hạo Thiên, hắn ta cũng không đi được quá xa, lúc này đã ngã dưới đất. Đôi mắt tĩnh lặng, trên người không còn chút sức sống, lúc này, vết thương được ma linh phục hồi nhanh trước ngực hắn ta cũng rách ra với dáng vẻ còn đáng sợ hơn. Tất cả xương cốt đều lộ ra, có thể thấy rõ lồng ngực vỡ đôi của Vũ Hạo Thiên. Hai mắt hắn ta không còn tiêu cự, hắn ta đã chết rồi, chết đến mức không thể chết thêm một lần nữa. Tách! Một giọt máu rơi xuống từ trong mắt Lâm Nhất, hắn chậm rãi nhắm mắt lại,
một lúc lâu sau đó mới mở ra, hắn cất lời, Vũ Hạo Thiên chết rồi, không còn cơ hội sống nữa, tim cũng đã vỡ đôi. Nghe thấy thế, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Một người như Vũ Hạo Thiên quá đáng sợ, tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn với họ, người như thế quá giỏi nhẫn nhịn, lòng dạ thâm sâu khó lường, khiến người ta sởn tóc gáy, không ai mong hắn ta còn sống cả. Oanh! Nhưng đúng lúc này, trên người Lâm Nhất có kiếm ý cuồn cuộn phóng lên cao. Mấy người nhóm La Trấn kinh ngạc quay đầu nhìn sang, trong mắt đều lộ vẻ rung động, kiếm ý thông thiên. Còn chưa kịp phản ứng thì thấy Lâm Nhất vỗ nhẹ lên túi đựng đồ, một thanh kiếm cũ vô dụng được hắn lấy ra. Nhưng hắn cũng không giơ tay nắm lấy nó mà chỉ khống chế nó bằng kiếm ý, sau đó liên tục rót kiếm ý thông thiên vào bên trong. Phụt phụt! Nhờ có kiếm ý, thanh kiếm bình thường này bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, hàn mang răng kín, vô cùng sắc bén. Bù! Vào khoảnh khắc kiếm quang sáng đến mức tối đa, thân kiếm phá không bay đi như tia chớp, chẳng mấy chốc đã bay vào trong khu vực cấm. Ong! Thân kiếm liên tục rung lên, ánh sáng trên kiếm chiếu sáng khu vực cấm, mọi người cũng lập tức thấy rõ khung cảnh bên trong. Dưới sự điều khiển của Lâm Nhất, thanh kiếm kia cắm vào đầu mày Vũ Hạo Thiên, xuyên qua đầu hắn ta, ghim thẳng xuống đất. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, cảm thấy lạnh sống lưng, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ, đã như thế rồi vẫn không bỏ qua, hoàn toàn không cho Vũ Hạo Thiên một chút cơ hội sống sót nào. Từ góc độ của Lâm Nhất, nếu không tiêu diệt người này, hắn sẽ không thể yên tâm. Đối phương còn nhiều lần uy hiếp hắn, tuyên bố muốn giết chết những người hắn quan tâm, đối với Lâm Nhất, đây là một tồn tại khiến hắn thấy rất chướng mắt. Người này nhất định phải chết. Sương mù bị xuyên qua chậm rãi khép lại, thi thể của Vũ Hạo Thiên lại biến mất khỏi tầm mắt của mọi người một lần nữa. Một lúc lâu sau đó, mọi người mới hoàn hồn. Soạt. Ngựa huyết long cất ma côn thiên khôi đi, ném găng tay thần ảnh và túi chữ vật của Vũ Hạo Thiên về phía Lâm Nhất. Hai mắt Lâm Nhất sáng lên, hắn còn sợ Vũ Hạo Thiên mang mấy báu vật này chết cùng, ngoài găng tay thần ảnh, Lâm Nhất còn thấy khá hứng thú với Nguyệt Diệu Chi Linh và Nguyệt Diệu Thần Quyền của đối phương. Đặc biệt là Nguyệt Diệu Thần Quyền, rất có thể nó sẽ có phần khiếm khuyết của Nhật Diệu Thần Quyền, hợp nhất hai thứ lại với nhau cũng sẽ là một cơ duyên hơn cả tạo hóa. Lâm Nhất cười đón lấy nó, tính cách của tên ngốc này vẫn không hề thay đổi. Kẻ gian không về tay không, xét về năng lực cướp đồ, Lâm Nhất có cưỡi ngựa cũng không theo kịp nó. Ma Linh chết, Vũ Hạo Thiên tử vong. Sóng gió truyền thừa của Bảo Điện Thương Long xem như đã hoàn toàn hạ màn, quay đầu nhìn lại, trận sóng gió này đúng là lúc thăng lúc trầm. Sóng gió tạm thời bình lặng, nhưng có lẽ cái tên Lâm Nhất định sẵn sẽ truyền khắp con đường thông thiên. Đám người La Trấn nhìn về phía Lâm Nhất với ánh mắt lấp lánh, trong mắt khó giấu vẻ đố kỵ, thật không có thiên lý, không thể sống tiếp được nữa. Hắn lấy đi cơ duyên trên tạo hóa Bảo Điện Thương Long đã đành, bây giờ lại lấy cả tạo hóa của Vũ Hạo Thiên. Chưa nói tới trong túi chữ vật có bảo bối gì, chỉ riêng găng tay thần ảnh đó đã khiến người ta thèm nhỏ dãi, vô cùng ngưỡng mộ. Ba người La Trấn ra tay với Vũ Hạo Thiên thất bại thê thảm như vậy, một phần lý do rất lớn nằm ở găng tay thần ảnh. Trong đó phong ấn tàn hồn oán giận, còn có lửa tinh thần màu đen có phẩm chất rất cao, có ích lợi rất lớn với Nguyệt Diệu Thần Quyền của Vũ Hạo Thiên. Dù không am hiểu quyền pháp, khi nắm giữ găng tay, e rằng cũng có sức mạnh rất lớn, đủ để dễ dàng nghiền ép cao thủ cùng đẳng cấp. Nhưng những thứ đó cũng chỉ có thể nhìn, đừng nói bây giờ ba người bị thương, dù thực lực có ở đỉnh phong cũng không dám chọc giận Lâm Nhất. Bùi Tuyết đã nói người này siêu phàm. Hoa tinh ma trong khí hải đã lột xác thành động thiên. Chỉ bàn về tu vi chân nguyên là có thể thuận tay áp đảo ba người, càng đừng nói tới hắn còn có các loại thủ đoạn. Nhật Diệu Thần Quyền, Nhật Diệu Thần Kiếm, Cánh Thần Kim Ô, Kiếm Ý Thông Thiên, Roi Tử Diễm Lôi Hoàng, Thánh Giáp Thương Long, Bảo Cốt Thương Long, Trảm Thiên Tam Kiếm, mỗi một thứ đều là át chủ bài cấp sát thủ. Người thường chỉ cần có thể có một thứ là đủ để nổi danh trên con đường thông thiên. Nhưng Lâm Nhất lại có nhiều thứ như vậy. Hắn có một con ngựa đen, chính thức tuyên bố cuộc khởi, trở thành ngôi sao tỏa sáng nhất trên con đường thông thiên, chấn động trời xanh. Lâm huynh, lần này may nhờ có huynh ra tay, nếu không, bọn ta thật sự sẽ chịu thiệt dưới tay Vũ Hạo Thiên, La Trấn nhìn về phía Lâm Nhất,
đợi tâm trạng khôi phục mới chắp tay nói. Yêu nghiệt như vậy, hắn ta cũng có chút mừng vì mình kết giao khá sớm. Lâm Nhất nhếch mép cười, ta và hắn ta vốn là kẻ địch sống còn, La huynh đừng quá khách sáo. La Trấn thấy Lâm Nhất vẫn thân thiện, không khỏi thêm khâm phục hắn, tuy nói vậy, nhưng ba người bọn ta vẫn nhờ có ngươi mà được cứu, sau này ngươi có kế hoạch gì? Trên con đường thông thiên này cũng chỉ còn 4-5 tháng nữa, phải mau chóng đến cuối con đường thông thiên mới được. Khu vực xung quanh nơi đó quần hùng tụ tập, thiên kiêu hội tụ, đó mới là chiến trường chân chính để Lâm huynh thể hiện quyền cước. Cuối con đường thông thiên, đó là trận chiến cuối cùng của cuộc tranh tài vạn giới. Sâu trong mắt Lâm Nhất có ngọn lửa bùng cháy, trầm ngâm, ta cũng vô cùng mong đợi trận chiến cuối cùng ở cuối con đường thông thiên, nhưng tạm thời ta sẽ không rời đi. Cơ duyên lần này quá lớn, ta phải tiêu hóa một phen mới được, hơn nữa, vũ đài như vậy e rằng sẽ ngọa hổ tàng long, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nên tiêu hóa cơ duyên này rồi đi thì thích hợp hơn. Ha ha, người cũng khá thành thật, không giống tên Vũ Hạo Thiên kia ỷ vào hung linh nhập xác mà coi thường người khác, ngông cuồng cùng cực. Bùi Tuyết ở không xa cười tươi, để lộ vẻ lẳng lơ phong tình, giọng nói lanh lảnh. Với thực lực hiện tại của ngươi có lẽ sẽ có cơ hội tiến vào 10 hạng đầu của trận chiến cuối cùng. Dù sao tuổi ngươi cũng quá nhỏ, vẫn còn quá non so với những cuồng nhân của 10 phương chiến giới. Nhưng, ngươi cũng không cần để ý bảng xếp hạng gì đó. Ngươi là siêu phàm, lại còn là siêu phàm sinh ra ở hạ giới, trong mắt các tông môn siêu cấp tất nhiên sẽ là đối tượng được săn đón quyết liệt, mặc sức ngươi chọn. Tông phái siêu cấp mặc sức ngươi chọn. Bùi Tuyết đánh giá cao Lâm Nhất khiến đám người La Trấn âm thầm chậc lưỡi. Tông phái siêu cấp trong đại thế đấy, thế mà lại để Lâm Nhất chọn tùy ý. Nhưng bọn họ không nghi ngờ Bùi Tuyết, dù sao bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến thực lực của Lâm Nhất. Lâm Nhất nheo hai mắt lại, chỉ là có khả năng tranh đoạt 10 hạng đầu. Trận chiến cuối cùng này tàn khốc như vậy. Sao thế, ngươi không tin lời ta? Bùi Tuyết nhìn về phía Lâm Nhất. Mỉm cười nhàn nhạt, hàm ý sâu xa, đợi đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trận chiến ở cuối con đường thông thiên, chưa nói tới 10 phương chiến giới, những nhân vật giống như tiểu tình nhân của ngươi cũng sẽ không ít, cơ hội ngươi tranh đoạt 10 hạng đầu không nhiều. Nhưng ta đã nói, ngươi siêu phàm mà trong trăm vạn yêu nghiệt mới có một. Dù không có bất cứ thứ hạng nào cũng sẽ được tông phái siêu cấp tranh đoạt. Theo Bùi Tuyết thấy, Lâm Nhất xuất thân hạ giới, lại còn quá trẻ tuổi. Đây là tình thế bất lợi của hắn ở trận chiến cuối cùng. Nhưng đó cũng là ưu thế, hắn quá trẻ, có nghĩa tiềm lực vô hạn đợi khai quật. Nếu tuổi lớn một chút có thành tựu như bây giờ thì cũng không đến nỗi khiến người ta nóng mắt như vậy. Soạt. Lâm Nhất đang nheo hai mắt lại nghe Bùi Tuyết nói, đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt có ánh sáng như tia chớp lóe lên, đường nhìn của hắn dừng trên người Bùi Tuyết, trong tia sáng dâng tràn có kiếm ý âm thầm tích lũy. Ầm ầm, trong vô hình gây áp lực cực lớn cho đối phương, bên tai Bùi Tuyết có kiếm âm vang lên, như sấm sét thoát ẩn thoát hiện. Dưới sự uy hiếp của kiếm ý đó, máu của nàng ta chảy cực kỳ chậm, thậm chí cả nhịp tim cũng sắp bị đối phương kiểm soát. Đây là thủ đoạn của kiếm ý thông thiên, dị tượng thế này chỉ nhắm vào một mình Bùi Tuyết, đám người La Trấn sẽ không có bất cứ cảm giác gì. Nhưng bọn họ đều cảm nhận được điều bất ổn, Lâm Nhất đang nhắm vào Bùi Tuyết. Nhất thời trong lòng bọn họ lập tức trùng xuống. Chẳng lẽ Lâm Nhất này cũng muốn đối phó Bùi Tuyết giống Vũ Hạo Thiên? Có lẽ cô có lời muốn nói với ta. Lâm Nhất nhìn về phía đối phương, trầm giọng nói. Trong mắt hắn hội tụ kiếm ý thông thiên rồi rào mênh mông, kiếm thế vô hình thẩm thấu không gian này, bao trùm lên người đối phương, làm tan rã uy áp và khí thế của đối phương từng chút một. Khi hoàn toàn khống chế, một ánh mắt của Lâm Nhất là có thể khiến tim đối phương dừng đập, chết ngay lập tức. Đây là thủ đoạn khá cao siêu, nhưng một khi thực sự thi triển cũng có nghĩa là trở mặt với người đó. Ngươi muốn hỏi tin tức của Nguyệt Vi Vi phải không? Xin lỗi, ta sẽ không cho ngươi biết. Nếu có cơ hội gặp mặt, có lẽ tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết, gương mặt tinh xảo của Bùi Tuyết xinh đẹp kiều diễm đến mức nhỏ ra máu. Nàng ta mỉm cười nhàn nhạt, câu hồn đoạt phách. Lung lay tâm hồn người khác. Yêu nghiệt bậc ấy không thua kém bao nhiêu so với Nguyệt Vi Vi, hai người có khí chất cực kỳ tương tự. Chuyện này khiến Lâm Nhất càng thêm tin chắc, nàng ta và Nguyệt Vi Vi chắc chắn quen biết,
chưa nói tới có thủ oán hay không, nhưng chắc chắn là rất quen thuộc. Cuối cùng, nàng ta vẫn đi. Lúc kiếm thế của Lâm Nhất sắp phá giải uy áp của nàng ta hoàn toàn, quanh người nàng ta tỏa ra chùm sáng màu tím, không gian méo mó. Nàng ta lùi về sau, chậm rãi biến mất. Không gian dao động nhẹ nhẹ, làm nổi lên gợn sóng. Ánh mắt Lâm Nhất nhìn ra phương xa, đối phương đã hoàn toàn đi mất. Hắn không ra tay là vì không phân rõ nàng ta là địch hay bạn, cũng không dám bảo đảm trong tay đối phương có còn con át chủ bài nào không. Bây giờ nhãn lực của Lâm Nhất nâng cao, có thể cảm ứng được sức mạnh cực kỳ đáng sợ của phong ấn trong cơ thể đối phương. La huynh, mọi người biết lai lịch người phụ nữ đó không? Lâm Nhất nhìn ba người, lên tiếng hỏi. Quân Mộng Trần trả lời, ở khu vực Chu Tước nàng ta được gọi là Tuyết Mỹ Nhân, có rất nhiều thủ đoạn, khiến không ít kẻ ác chịu thiệt. Có lời đồn rằng, nàng ta đến từ một phương chiến giới, nàng ta không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Lại là 10 phương chiến giới. Ánh mắt Lâm Nhất lấp lánh, không phải lần đầu hắn nghe thấy cụm từ này. Người trong chiến giới không thể chọc giận, bọn họ là tồn tại như cấm kỵ ở con đường thông thiên, ngự trị trên tất cả giới vực. Dù là giới vực cấp cao cũng chỉ như sâu kiến trong mắt bọn họ. Lâm huynh không ra tay với nàng ta là quyết định rất chính xác, lai lịch của nàng ta khiến người ta kiêng dè, có thể không trở thành kẻ địch là tốt nhất. La Chấn nhìn về phía Lâm Nhất, trong lòng hơi hổ thẹn nói. Hắn ta rất sợ Lâm Nhất ra tay với Bùi Tuyết, như vậy sẽ gây ra rất nhiều rắc rối, thậm chí sẽ liên lụy đến ba người bọn họ. 10 phương chiến giới thật sự mạnh vậy sao? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ nghi hoặc, trầm ngâm nói. Hắn vừa mới đến con đường thông thiên đã nghe đám người Phương Thiếu Vũ nói, nhưng cũng chỉ nhắc qua một lần. Sau này, hắn cũng nghe một vài cách nói, nhưng chưa bao giờ tìm hiểu trực diện, đối với hắn mà nói nó luôn bao bọc bởi một lớp sương mù. Rất mạnh. Sắc mặt La Chấn nghiêm trọng chưa từng thấy, pháp tắc thiên địa của 10 phương chiến giới và đại thế Côn Luân không có khác biệt gì rõ ràng. Đều có con đường thông thẳng đến đại thế. Giới vực có thể trở thành chiến giới thì hoặc là có bảo địa truyền thừa cực kỳ xa xưa, hoặc là có thần binh chí bảo tọa chấn, hoặc là từng sinh ra người lỗi lạc một tay che trời. Mỗi người ở đại thế của mình đều có truyền thừa không thua kém gì đại giáo và tông môn siêu cấp, chiến giới tương đương với đất sở hữu của những người lỗi lạc của đại thế đó. Hóa ra là vậy. Trong lòng Lâm Nhất hiểu ra, đã có hiểu biết đại khái về 10 phương chiến giới. Khu vực Thương Long cũng từng có yêu nghiệt của 10 phương chiến giới giáng lâm. Bọn họ đều đang tìm kiếm thứ gì đó, nán lại không bao lâu thì đi, khoảng nửa năm trước, ta từng nhìn thấy ở xa xa, lúc đó bọn họ đã có phong thái không thua kém ngươi của hiện tại, La Chấn nhìn về phía Lâm Nhất, cẩn trọng nói. Hắn ta có cách nghĩ khá bảo thủ, hắn ta cảm thấy yêu nghiệt chiến giới mà mình thấy lúc đó còn mạnh hơn Lâm Nhất bây giờ. Người trong chiến giới cũng đang tìm kiếm thứ gì đó. Lâm Nhất biến sắc, hình như Nguyệt Vi Vi cũng đang tìm kiếm thứ gì đó, chẳng lẽ là cùng một bảo vật. Đa tạ đã cho biết. Khách sáo rồi, vậy bọn ta đi trước, cuối con đường thông thiên gặp lại. Trò chuyện trong chốc lát, mấy người họ chắp tay cáo từ. Đợi đám người La Chấn đi xa, Lâm Nhất nghiền ngẫm tin tức vừa mới nhận được, gần giống với suy đoán của hắn. Nguyệt Vi Vi gặp phải rắc rối. Có lẽ là đắc tội với một vài kẻ ác nào đó, những kẻ ác đó khiến nàng ta vội vã chạy trốn, rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Bây giờ Lâm Nhất đã gần như xác định được, có lẽ Nguyệt Vi Vi đắc tội với những yêu nghiệt của chiến giới đó. Chẳng trách nàng ta mới bắt đầu đã đi, nàng ta không muốn mang lại phiền phức cho mình. Với thực lực lúc đó của mình, đối diện đám người đó e rằng một ánh mắt đã thất bại và diệt vong. Nhưng dù là vậy, khi nàng ta biết mình và người khác giao hẹn chiến đấu, nàng ta vẫn dõi theo mình trong âm thầm. Đề phòng hắn xảy ra bất trắc, rõ ràng hoàn cảnh nàng ta cũng cực kỳ khó khăn. Nha đầu này, Lâm Nhất nhíu mày, mũi hơi cay cay, hắn nghĩ tới dáng vẻ cười tươi gọi hắn là Lâm ca ca của nàng ta. Nhớ lại những lời an ủi của nàng ta khi người khác khí vận như rồng, hắn lại không được gì trong mật cảnh Long Vân. Vận khí của Lâm ca ca mới không tệ ấy. Ha ha, không sao. Đây là roi tử diễm lôi hoàng, là đạo binh cực kỳ xa xưa, phải giúp Lâm ca ca tìm thấy mới được. Không sao, ta không sao đâu.
Trong mắt Lâm Nhất nhanh chóng dâng lên vẻ lạnh lẽo mà bản thân hắn cũng không phát hiện ra, nhỏ giọng nói, tốt nhất đám người đó nên cầu nguyện mình không làm nàng bị thương, nếu không dù chỉ là làm mất một cọng tóc. Hắn cũng không quan tâm lai lịch của chiến giới gì đó lớn thế nào, ở đại thế đó có nội tình đáng sợ thế nào. Một cọng tóc, một mạng người. Lời hắn hứa sẽ không thay đổi, nếu ai đối địch với nàng ta thì sẽ là kẻ địch của Lâm Nhất. Lối vào cấm giới Thương Long, trên thánh đàn cao vạn trượng ở quảng trường thần điện. Phần đỉnh thánh đàn cao vút bốc lên ngọn lửa dày đặc, chính giữa ngọn lửa có một cánh cửa xa xưa mà huyền ảo. Võ giả của các giới vực đến đây tìm kiếm, vào trong đó gần một tháng đều đã ra ngoài, còn chưa ra ngoài thì hoặc là đã chết trong đó, hoặc là nhóm người đã đến quảng trường Thương Long. Bù, bù, bù. Lúc này, từng bóng người xuất hiện từ trong cánh cửa xa xưa, ánh mắt mỗi người đều mang vẻ mừng rỡ. Đó là nhóm người đã nhận được lợi ích khổng lồ trên quảng trường Thương Long. Khi đám người La Trấn, Tần Lâm xuất hiện, trên quảng trường thần điện lập tức nổi lên trận huyên náo ngút trời, những ánh mắt đều không tự chủ mà nhìn sang đây. Từng ánh mắt nóng bỏng dừng trên người bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa, những người này đều đã vượt qua từng tầng ải khó đi đến cuối cùng, tới bảo điện Thương Long trong truyền thuyết. Nghe nói trong bảo điện Thương Long đó có cơ duyên trên tạo hóa. Mọi người đều cực kỳ tò mò, cơ duyên trên tạo hóa đó rốt cuộc có xuất hiện hay không, nếu xuất hiện thì đã vào tay ai. Nhiều ánh mắt nhìn thẳng vào La Trấn, với vai trò đứng đầu bảng Thương Long, có lẽ hắn là người có cơ hội lấy được nhiều nhất. Cùng lúc đó, có người tâm tư nhạy bén phát hiện bốn người còn lại trong thất đại cự đầu mãi không thấy xuất hiện, đoán chừng đều đã chết ở trong đó. Nhưng phỏng đoán này còn chưa hoàn toàn làm nổi lên thảo luận. Ba người đám La Trấn đều có vẻ mặt xa sút rời đi, khiến người khác kinh ngạc không thôi. Dáng vẻ đó hoàn toàn không giống với người chiến thắng cuối cùng. Đợi ba người đi rồi, mọi chuyện xảy ra trên quảng trường Thương Long lập tức được truyền ra, dẫn đến sự chấn động kinh thiên. Cả quảng trường thần điện trở nên xôn xao, tiếng người ầm ĩ, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ kinh ngạc đến mức không thể kinh ngạc thêm nữa. Họ hoàn toàn không ngờ mọi chuyện xảy ra trên quảng trường lại đầy thăng trầm như vậy. Đầu tiên là bốn người đám mục tu hàn trong thất đại cự đầu đều bị Lâm Nhất giết chết. Sau đó lại có Vũ Hạo Thiên bỗng dưng xuất hiện, trấn áp ba người đám La Trấn, tiếp đó lại là Lâm Nhất xuất quan. Hắn không những lấy được cơ duyên trên tạo hóa, mà còn giết chết Vũ Hạo Thiên có hung linh thượng cổ nhập xác, trở thành người chiến thắng lớn nhất ở cấm giới Thương Long. Lâm Nhất là ai? Tên hắn đã sớm được người khác biết đến ở khu vực Thương Long. Đó là một con ngựa đen xuất chúng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như sao chổi. Nhưng không ai so sánh hắn với thất đại cự đầu. Kết quả này đã lật đổ suy nghĩ của tất cả mọi người, tạo thành cú sốc cực lớn sâu trong nội tâm bọn họ. Không cần phải đợi lâu, nửa canh giờ sau. Ánh sáng màu vàng bay ra từ cánh cửa xa xưa trong ngọn lửa thánh đàn. Nhìn thoáng qua trông giống như một con kim ô tỏa ra ánh sáng thần thánh. Nhưng sau khi ánh sáng tan đi, Lâm Nhất một thân áo xanh, lưng đeo hộp kiếm, xuất hiện vô cùng rõ ràng trong tầm mắt mỗi người. Lâm Nhất xuất hiện rồi. Khí tức mạnh thật, cơ duyên trên tạo hóa thật sự bị hắn lấy rồi sao? Bốn người đám mục tu hàn đều bị hắn một kiếm giết chết. Thế thì cũng thật khoa trương, rốt cuộc sao hắn làm được? Từng ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc và nghi ngờ xen lẫn sự sợ hãi đều đổ dồn lên người Lâm Nhất. Lâm Nhất tùy tiện nhìn thoáng qua rồi cũng không để ý, quay đầu lại, cánh cửa đứng sừng sững giữa ngọn lửa trên thánh đàn nghìn trượng, cũng không có muốn biến mất. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, cửa vào Thương Long cấm giới sẽ không đóng lại, cũng chẳng biết nó sẽ mở ra bao lâu. Đi thôi. Lâm Nhất rũ mắt, thi triển kim ô cửu biến, nhanh như chớp rời đi dưới hàng chục ngàn ánh mắt. Chuyến đi Thương Long cấm giới lần này đã gặt hái được rất nhiều, nơi đây hiển nhiên không nên nán lại lâu, Lâm Nhất tìm một nơi yên lặng nghiên cứu Thương Long Thánh Thiên Quyết, Bảo Cốt Thương Long, Nhật Diệu Thần Quyền và Nguyệt Diệu Thần Quyền. Cả thần ảnh quyền sáu phong ấn tàn hồn oán giận cũng phải nghiên cứu một phen. Còn có Nhật Diệu Chi Linh và Nguyệt Diệu Chi Linh, cũng phải nghiên cứu thử xem. Quá trời tạo hóa, cơ duyên không ngớt. Không 10 ngày thì khó mà xử lý và củng cố được những thu hoạch lần này. Nửa ngày sau, Lâm Nhất và ngựa huyết long bèn tìm một thung lũng yên tĩnh trước khi trời tối. Chủ nhân ban đầu là một con yêu thú cấp bá chủ thiên phách tứ trọng thiên, chiếm giữ nơi này không có yêu thú nào dám tới trêu chọc. Lâm Nhất còn chưa ra tay,
chỉ mỗi ngựa huyết long thôi đã có thể giết chết nó một cách dễ dàng. Vèo, cơ thể Lâm Nhất nhoáng lên, thoáng chốc hạ xuống đáy thung lũng, dùng kiếm ý xác định trăm dặm xung quanh không ai mới bắt đầu kiểm kê túi trữ vật của Vũ Hạo Thiên. Để xem rốt cuộc trong túi trữ vật của ngươi có bảo bối gì nào. Ánh mắt Lâm Nhất lập lòe, hết sức chờ mong. Hắn tự tay vung lên, lắc hết tất cả bảo vật trong túi ra. Rào, thoáng chốc, lập tức có vô vàn hơi thở của sự giàu có ập tới, một đống đan tinh thần rực lửa chồng chất trước mặt hắn. Trời đất ơi, số tên kia đúng là tốt ghê. Lâm Nhất thầm líu lưỡi, bị chấn động không nhẹ. Bản thân hắn cũng chỉ thu hoạch được hơn 1 vạn viên, nhưng trước mắt đã không còn mấy. Ai ngờ, trong túi trữ vật của Vũ Hạo Thiên lại có nhiều đan tinh thần như vậy. Số lượng kia chắc phải hơn 8.000 viên. Xem ra, sau khi tên kia chạy trối chết đã có cơ duyên kha khá, hèn chi dám đối đầu với 3 người La Trấn. Số mệnh đúng là mạnh mẽ mà. Lâm Nhất không kiềm được há miệng cảm thán, song trong mắt lại lóe lên nét cười nhạt, còn giờ đều là của ta. Ào! Hắn ngoắc ngón tay, dứt khoát cắt hết hơn 8.000 viên đan tinh thần vào túi trữ vật của mình. Trên mặt Lâm Nhất lộ rõ sự vui vẻ và phấn khích, đan tinh thần của hắn đã sắp dùng hết trong lần độ kiếp, đang giàu phải làm sao? Nếu xui thì chỉ có thể dùng tạm đan tinh nguyên bình thường. Không ngờ lại bổ sung được từ chỗ Vũ Hạo Thiên. Sau khi cất đan tinh thần vào túi, trước mặt còn cả đống ngọc giản, đan dược, bí bảo và đạo khí. Đây là Tử Nguyệt Tâm Kinh. Này là Tâm Pháp Bá Kiếm. Kia là Vô Tướng Ma Quyết. Đây là bộ thân pháp trong Bảo Điện Thương Long. Còn này, hình như là một bộ bí thuật của Tử Nguyệt Động Thiên. Thì ra là thế, chẳng trách công pháp của họ có thể cắn nuốt chân nguyên của người khác, hóa ra lại cổ quái như vậy. Đây là một bình đan dược, ghê thật. Vậy mà đều là đan dược thánh phẩm, đan huyết diễm. Lâm Nhất nhìn hoa cả mắt, có hơi giật mình trước tích trữ của Vũ Hạo Thiên. Trong đây, có một số là gom từ Tử Nguyệt Động Thiên, đa số còn lại là kỳ ngộ mà hắn ta gặp được trên con đường thông thiên và bảo vật nhặt được sau khi giết những người khác. Bình đan huyết diễm kia lại càng hiếm có, tổng cộng 5 viên đều có khắc linh văn thánh phẩm, là do huyền sư cấp thánh luyện chế. Nó có thể dùng để chữa thương. Chỉ cần vẫn còn cơ thể thì dù xương cốt có dập nát hết cũng có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn, còn không để lại bất cứ di chứng gì. Nhưng nó còn có tác dụng lớn hơn nữa là giúp đỡ cơ thể tu luyện. Đan huyết diễm được luyện chế từ tinh huyết, xương cốt của vô số dị thú. Mà dị thú được coi làm dược liệu đều mang trong mình dòng máu của thánh thú thượng cổ, chẳng hạn như kim ô, thanh loan, chân hoang, mới có tư cách được chọn. Dù vậy, còn phải hiểu rõ linh văn cấp thánh tương ứng và phương pháp luyện chế. Hơn nữa, khi luyện thì tỷ lệ thất bại cũng cực kỳ cao. Lâm Nhất từng tu luyện linh văn một thời gian ngắn trong thư viện thiên phủ nên cũng biết chút chút về nó. Vì vậy, hắn mới liếc một cái đã nhận ra đan huyết diễm. Có lẽ, ngay cả Vũ Hạo Thiên cũng không biết rốt cuộc thì bình đan dược này đáng giá cỡ nào. Không thì, hắn ta đã luyện hóa và thực lực cũng tăng mạnh rồi. Trái lại hời cho mình. Thương Long Thánh Thiên Quyết của mình chỉ dựa vào đan tinh thần thì không thể nào tu luyện nhanh được. Lâm Nhất cong môi cười, cất bình ngọc đựng đan huyết diễm đi, mặt mày lộ vẻ hài lòng. Hắn tiếp tục kiểm kê, vô số yêu đan cấp bá chủ đều bị hắn làm lơ, trực tiếp đưa cho ngựa huyết long. Bảo vật quá nhiều, Lâm Nhất thu vào túi mà tê cả tay, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một miếng ngọc giản phát ra ánh sáng bạc. Ngọc giản tỏa ánh sáng thần thánh toát ra khí tức cực kỳ cổ xưa và to lớn. Nó lơ lửng giữa không trung, tràn đầy cám dỗ khiến người ta không cầm được bị hấp dẫn. Nguyệt Diệu Thần Quyền. Ánh mắt Lâm Nhất lập tức trở nên hưng phấn, nhịp tim bắt đầu đập loạn, hắn vô cùng chắc chắn đây chính là Nguyệt Diệu Thần Quyền. Vèo. Lâm Nhất cầm lấy miếng ngọc giản dán lên giữa hai đầu mày, một lượng thông tin khổng lồ lướt qua trong đầu, vẻ mừng như điên chưa từng có hiện lên trên mặt hắn. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất bỏ ngọc giản xuống, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là Nguyệt Diệu Thần Quyền, và cũng giống như hắn đã đoán, Nguyệt Diệu Thần Quyền là phần còn thiếu của Nhật Diệu Thần Quyền. Cả hai kết hợp lại sẽ là Nhật Nguyệt Thần Quyền, Thần Dương Diệu Thiên, Thái Âm Đương Không, Nhất Quyền Xuất Nhật Nguyệt Đồng Huy. Nó có thể tạo ra dị tượng vô thượng, âm dương vô cực, càn khôn nghịch đảo, đây là một loại võ học trên tạo hóa. Về bản chất, Thương Long Thánh Thiên Quyết cũng không phải là võ học trên tạo hóa, cơ duyên trên tạo hóa chỉ bảo cốt Thương Long.
đây là bảo vật trên tạo hóa chứ không phải là võ học. Nhưng Nguyệt Diệu Thần Quyền này thì khác, nó là võ học trên tạo hóa chân chính. Hình như võ học trên tạo hóa được gọi là võ học thánh linh. Lâm Nhất thì thào, nét mặt trang nghiêm và chăm chú. Thánh linh nghĩa là thần thánh có linh, võ học đạt tới cảnh giới đó không còn đơn giản là thuật tấn công. Nó sẽ ẩn chứa lý luận đại đạo, sinh ra linh tính và phóng thích khí tức thần thánh. Ở thời kỳ man hoang, những yêu nghiệt và nhân tài kiệt xuất có võ học cấp bậc này sẽ được một số phàm nhân tôn thờ như thần linh. Phú Hạo Thiên, người đúng là người dâng bảo bối cho ta, may mắn này thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nhất hít sâu một hơi, vẻ hào hứng lộ ra nơi khóe mắt, hắn ung dung nói. Bất ngờ quá nhiều, hắn đã sớm chết lặng. Nhưng tìm được Nguyệt Diệu Thần Quyền vẫn vượt quá dự đoán của Lâm Nhất, làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng nửa canh giờ sau Lâm Nhất cũng kiểm kê xong, hắn cảm thấy hơi mệt, có thể thấy số bảo vật mà Vũ Hạo Thiên vơ vét được nhiều không kể xiết. Có điều đây chỉ là tương đối thôi, nếu Vũ Hạo Thiên có thể thắng Lâm Nhất, hắn ta sẽ thu hoạch được nhiều thứ hơn từ trong túi trữ vật của Lâm Nhất. Chưa kể đến chí bảo đẳng cấp như roi tử diễm lôi hoàng, chỉ riêng một đống rượu ngon long tộc và thiên niên hỏa kia đã đủ làm cho hắn ta chấn động. Bảo bối quá nhiều cũng phiền thật, mình phải sắp xếp lại mới được, đầu óc hơi rối bời rồi đây. Lâm Nhất cười khổ một tiếng, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu nhóm người La Trấn có ở đây và nghe thấy lời này, chắc họ sẽ tức hộc máu mất. Bảo vật của Vũ Hạo Thiên quá nhiều, nhiều đến mức tạo thành một chút hỗn loạn cho Lâm Nhất. Lâm Nhất phải mất rất nhiều thời gian mới sắp xếp xong, có một sự mạch lạc tương đối rõ ràng. Đầu tiên là những công pháp và bí thuật của Tử Nguyệt Động Thiên, bao gồm vô tướng ma quyết đều không cần tu luyện. Còn về thân pháp cấp đế giả mà hắn tìm được trong Bảo Điện Thương Long. Đối với Lâm Nhất thì vẫn không dùng tới. Hắn đã có Kim Ô Cửu Biến, cũng chính là thập huyền bộ cuốn thiên phách của Trục Nhật Thần Quyết. Lâm Nhất đã từng quan sát bức họa thần tổ Kim Ô, một khi hắn tu luyện Kim Ô Cửu Biến chắc chắn có thể đạt tới cảnh giới cao hơn Thương Long Quỷ Bộ. Có điều, thân pháp này cũng có thể đưa cho ngựa huyết long tu luyện. Tuy đây không phải võ học yêu tộc, nhưng nó có long huyết biến dị, ít nhiều có thể lĩnh ngộ được một phần ý nghĩa. Còn Nguyệt Diệu Thần Quyền, võ học cấp thánh linh trên tạo hóa này. Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Nhất phát hiện võ học thánh linh này không dễ tu luyện chút nào, không thể làm một lần là xong ngay. Hắn cần phải tu luyện Nhật Diệu Thần Quyền trước, sau đó tu luyện Nguyệt Diệu Thần Quyền rồi dung hợp cả hai bù đắp cho nhau, từ đó mới có thể lĩnh ngộ được Nguyệt Diệu Thần Quyền hoàn toàn mới. Không thể nắm giữ ý nghĩa chân chính của Nhật Diệu và Nguyệt Diệu mà đã muốn tu luyện Nguyệt Diệu Thần Quyền, điều này chẳng khác nào nói chuyện viển vông, không có bất cứ khả năng nào. Nhưng Nguyệt Diệu Thần Quyền lại cực kỳ quan trọng đối với Lâm Nhất, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả việc lĩnh ngộ bảo cốt Thương Long. Nắm giữ Nguyệt Diệu Thần Quyền thì sẽ có thể nắm giữ Nhật Nguyệt Thần Kiếm, điều đó sẽ giúp cho sức chiến đấu của mình tăng lên mấy lần trong thời gian ngắn. Dù có gặp nhân tài kiệt xuất của chiến giới kia cũng chưa chắc không thể thắng. Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, trong mắt tràn đầy tia sáng sắc bén. Đối với nhân tài kiệt xuất của nơi được gọi là 10 phương chiến giới này, Lâm Nhất không chỉ muốn có thể nhẹ nhàng rút lui. Nếu không thể thắng, Nguyệt Phi Vi thực sự gặp rắc rối thì chẳng khác gì vô dụng, không cách nào giúp được. Cuối cùng là thần ảnh quyền sáo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.